chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 521, Chu Dương đấu với Tiết Man Tử. Lão Ninh ngẩng mặt lên nhìn Chu Dương, anh cao hơn hắn gần một cái đầu, nhưng hắn cũng chẳng hề cảm thấy mất mặt. Trái lại, trên mặt Lão Ninh tràn đầy sự kiêu ngạo hống hách. Mặc dù hắn thua trong cuộc đua xe với Chu Dương, nhưng hắn là Lão Ninh, là người Hạo Ca tin tưởng, có thể giữ mặt mũi cho Hạo Ca. Người bình thường, căn bản không thể sánh bằng hắn. Nhãi danh, nói cho mày biết, Hạo Ca của bọn tao thích hai cô gái xinh đẹp kia rồi, nếu mày biết điều thì đưa hai người đẹp kia qua đây, Hạo Ca muốn làm quen với họ, bằng không, bọn tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chống đối Hạo Ca. Lão Ninh kiêu ngạo nói, thuận tay chỉ vào đám bảo vệ nằm la liệt dưới đất, vô cùng đắc ý. Suy cho cùng, bọn họ có Tiết Man Tử ở đây, đối phó với mấy nhân viên bảo vệ chẳng phải chuyện to tát gì, chưa kể, chỉ là một tên Chu Dương nhỏ nhoi, gần như chúng nắm chắc phần thắng. He he, Lão Ninh, nói chuyện khiêm tốn chút đi, chúng ta phải đối xử dịu dàng với người đẹp. Hạo Ca vỗ vào vai Lão Ninh, nhếch miệng cười. Ngay sau đó hắn ta nhìn Chu Dương, ánh mắt nham hiểm. Danh con, hai người đẹp đó cũng ở đây phải không? Hạo Ca bình tĩnh nói, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn ta vô cùng dạo dực. Thực sự là đi mòn gót giày không tìm thấy, giờ lại ngẫu nhiên gặp được. Hắn không ngờ rằng, mình chỉ tới tìm Chu Dương, nhưng lại gặp được tên đua xe đó ở đây, mà tất nhiên, hắn ở đây thì hai người đẹp kia nhất định cũng vậy. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng và vẻ đẹp của hai cô gái kia, trong lòng Hạo Ca nóng bừng bừng. Nếu như chiếm được hai người đẹp, vậy thì mình dù có thành quỷ cũng phong lưu. Trong lòng Hạo Ca thèm muốn không ngớt, ánh mắt nhìn Chu Dương dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Mà lần này lại dọa Chu Dương một phen. Chết tiệt! Chuyện gì vậy? Tên này vô cùng kỳ quái, nói mấy câu khó hiểu, ngay cả ánh mắt nhìn mình cũng trở nên quái dị. Lẽ nào, đây là một tên đồng tính? Nghĩ đến đây, Chu Dương vô thức lùi một bước, anh là một người bình thường, không hề muốn có bất kỳ quan hệ nào với đồng tính. Phải biết rằng, anh có một cô vợ xinh đẹp như hoa, còn có một vài người đẹp vây quanh nữa. Có điều kiện tốt như vậy, sao có thể có quan hệ không rõ ràng với gay được? Thế nhưng, động tác lùi lại của Chu Dương, trong mắt Hạo Ca lại thành xem thường hắn. Ngay tức khắc, sắc mặt Hạo Ca trở nên u ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Danh con, mày xem thường tao hả? Hạo Ca lạnh lùng nói, toàn thân toát ra vẻ nham hiểm. Đôi mắt Chu Dương khẽ nheo lại, hơi bất ngờ. Hạo Ca này nhìn có vẻ bình thường, nhưng khoảnh khắc hơi thở hắn phát ra, lại khiến Chu Dương ngạc nhiên. Hơi thở này, ít nhất cũng có thể so sánh với Lưu Phong mà Chu Dương từng gặp trước đây. Mà Lưu Phong lại là vệ sĩ rất có tiếng ở Trường Sa, là bảo vệ quan trọng trong nhà Giang gia. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Chu Dương dường như có nghe nói, Lưu Phong cũng được coi là cao thủ có cấp bậc tương đối cao ở Trường Sa. Lẽ nào Hạo Ca này cũng là một cao thủ? Chu Dương buộc phải cẩn thận hơn. Đã là một cao thủ, vậy thì bất kể thế nào, Chu Dương cũng sẽ không buông lỏng, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ vô cùng mất mặt. Chưa kể, Tiết Man Tử bên cạnh xem chừng không yếu, hơn nữa vóc dáng cường tráng, cũng không phải người thường. Hai người này, xem ra chẳng tốt lành gì. Chu Dương không thể không nghiêm túc hơn. Xem thường mày, không phải không phải. Chu Dương nhìn Hạo Ca, khẽ nhướng mày, duỗi một ngón tay ra, lắc đi lắc lại. Tao không xem thường mày, nhưng mà mày là thứ gì chứ? Dám nói mấy lời này trước mặt tao, tao cần giữ thể diện cho mày, cần xem trọng mày sao? Chu Dương nói xong, thản nhiên mỉm cười. Ngay lập tức, tất cả đều im lặng. Toàn bộ sảnh khách sạn lập tức yên tĩnh. Đám côn đồ ngẩn ngơ nhìn Chu Dương, bọn họ không ngờ rằng lại có người dám nói mấy lời này trước mặt Hạo Ca. Mấy nhân viên bảo vệ bị đánh nằm la liệt trên mặt đất cũng rất kinh ngạc. Thực lực của đám côn đồ này, mấy bảo vệ đã rõ, không chỉ một mình Tiết Man Tử có sức lực mạnh mẽ, mà mấy chục tên côn đồ kia hợp lại, cũng tạo thành sức mạnh không thể xem thường. Đến cả mấy bảo vệ như bọn họ, dưới sự dẫn dắt của Lưu Phúc Sinh, cũng thất bại thảm hại. Mà đối phương chỉ có một người, anh dựa vào đâu mà nói mấy lời này? Sức mạnh của anh đến từ đâu? Hạo Ca lạnh lùng nhìn Chu Dương, giận quá hóa cười. Ha ha, ha ha, giỏi lắm, dám nói mấy lời này trước mặt tao, mày xem như là người đầu tiên, rất tốt, rất tốt, Tiết Man Tử, xử lý kẻ này cho tốt, để cho hắn biết, vừa nãy bản thân hắn đã nói sai điều gì.
Hạo ca cười nhếch mép, vẫy tay với Tiết Man Tử, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn Chu Dương. Tiết Man Tử nghe thấy lời này, ngay lập tức buông Lưu Phúc Sinh ra, nở nụ cười man dợ bước về phía Chu Dương. Hắn cũng rất tức giận khi nghe thấy Chu Dương nói như vậy. Vừa hay Hạo ca ra lệnh, vậy hắn nhất định phải cho Chu Dương biết rõ, không quản được cái miệng mình, sẽ phải trả giá ra sao. Danh con, nếu đã không quản nổi miệng mình, vậy thì để tao đến giúp mày. Tiết Man Tử cao to vạm vỡ, chiều cao gần 2 mét, cân nặng hơn 100 kg, nhìn vào dáng người thì chính là một quái vật khổng lồ. Mà bây giờ Tiết Man Tử lại đang cười dữ tợn, đi về phía Chu Dương, trong tầm mắt Chu Dương, hắn ta tựa như một chiếc xe tăng hình người đang xông về phía mình, lực tác động thực sự vô cùng mạnh mẽ. Anh Chu cẩn thận. Lưu Phúc Sinh chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hét to, trên mặt tràn ngập lo lắng. Là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn, bản thân cũng có chút hiểu biết nhất định với những người đang lưu trú ở đây. Mà Lưu Phúc Sinh lại càng biết rõ về Chu Dương. Đây là người lãnh đạo đích thân quan tâm chăm sóc, cung cấp dịch vụ toàn diện nhất, thỏa mãn yêu cầu của Chu Dương một cách vô điều kiện. Cho nên khi thấy Chu Dương bước ra từ trong thang máy, xuất hiện ở đại sảnh, Lưu Phúc Sinh hết hồn hết vía. Đám người này tới tìm Chu Dương, mà bây giờ Chu Dương lại xuất hiện trước mặt bọn chúng. Nếu như chúng trực tiếp ra tay, Chu Dương căn bản không thể chống cự. Thế nhưng khiến Lưu Phúc Sinh ngạc nhiên là đám côn đồ này hình như không biết người trước mặt chính là Chu Dương, trái lại còn nghĩ rằng Chu Dương là một người khác. Nói như vậy, sự an toàn của Chu Dương tạm thời có thể đảm bảo. Chỉ là, lời nhắc nhở của Lưu Phúc Sinh vào giờ phút này đã quá muộn. Cho dù Lưu Phúc Sinh không nhắc nhở thì Chu Dương cũng đã tự mình cẩn thận hơn. Về phần Tiết Man Tử, Lưu Phúc Sinh có nhắc nhở đi nữa, hắn cũng sẽ không dừng lại, nhưng dựa vào vóc dáng vạm vỡ của hắn, ở trong không gian này, Chu Dương gần như không có chỗ để trốn thoát, chỉ có thể đối chọi với hắn. Danh con, chấp nhận số phận đi. Tiết Man Tử cười hung tợn, tay trái siết chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ lao về phía Chu Dương. Theo hắn ta thấy, Chu Dương đã bị nắm trong lòng bàn tay, ra tay căn bản chẳng cần phí sức. Mà trong không gian như thế này, Chu Dương chẳng thể trốn thoát được. Cú đấm của Tiết Man Tử rất nhanh, hơn nữa còn hết sức mạnh mẽ. Chu Dương thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió xoẹt qua, ngay cả da mặt cũng mơ hồ cảm thấy đau rát. Chương 522, đánh thắng trong một giây. Bịch, một âm thanh nặng nề vang lên. Hạo ca mỉm cười, hắn đứng phía sau Tiết Man Tử, chỉ thấy Tiết Man Tử tung một cú đấm, đánh thẳng vào Chu Dương. Hắn biết rằng với sức mạnh và nắm đấm của Tiết Man Tử, Chu Dương không chết, nhưng ít ra cũng mất nửa cái mạng, bây giờ chắc còn chút hơi tàn. Hay lắm, Tiết Man Tử, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chúng ta là những người văn minh, ra tay nhẹ thôi, nếu xảy ra án mạng thì sao? Hạo ca dường như muốn nói tiếp, nhưng bỗng dưng, hắn phát hiện biểu cảm của mọi người xung quanh hơi kỳ quái. Cho dù đó là đàn em của mình hay đám bảo vệ nằm dưới đất, lúc này mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn Chu Dương và Tiết Man Tử. Điều này khiến Hạo ca cảm thấy không ổn, không phải đã xảy ra án mạng thật chứ? Nếu thật sự xảy ra án mạng, cho dù là Hạo ca, e là cũng không thể khắc phục hậu quả. Tiết Man Tử. Hạo ca phẫn nộ, đẩy Lão Đinh sang một bên, nổi giận đùng đùng lao đến cạnh Tiết Man Tử, đang chuẩn bị quát hắn, nhưng đột nhiên đứng hình, nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân run rẩy. Hạo ca vốn không dám tưởng tượng bản thân đã nhìn thấy cái gì. Cú đấm mạnh của Tiết Man Tử thật sự đã đấm trúng Chu Dương. Có điều cú đấm này trúng vào tay Chu Dương. Hơn nữa, Chu Dương lại chống đỡ được cú đánh của Tiết Man Tử. Hạo ca nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ, cảm thấy miệng lưỡi khô cứng, cổ họng cứng đờ, nuốt nước bọt, rồi mới nhìn qua Chu Dương. Giây tiếp theo, con người Hạo ca co rút, hai chân run rẩy. Chu Dương không chỉ đỡ được cú đánh của Tiết Man Tử, hơn nữa trông có vẻ chẳng khó khăn gì, chỉ đơn giản vươn tay, sau đó tiếp được nắm đấm của Tiết Man Tử. Sao có thể chứ? Lúc này không chỉ Hạo ca, đám côn đồ, mà những nhân viên bảo vệ và Lưu Phúc Sinh, đều nhìn Chu Dương như một con quái vật, đáy mắt hiện rõ nổi khiếp sợ. Thực lực của Tiết Man Tử, bọn họ ai cũng biết, một đấu 10 cũng không thành vấn đề. Và lại, nhìn vào dáng người của Tiết Man Tử, hầu hết ai cũng sợ hãi không dám đối mặt với hắn. Nhưng bây giờ, Chu Dương không chỉ đỡ được cú đánh của Tiết Man Tử, mà hình như còn không tốn chút sức lực nào. Đây là mày đã nói, giúp tao quản lý tốt cái miệng. Đáng tiếc, hình như mày không quản nổi nữa rồi.
Chu Dương nắm chặt cổ tay Tiết Man Tử, khiến hắn không thể động đậy, lườm mắt cười với hắn, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt sững sờ của Hạo Ca, bình thản cười nói. Nhưng mày đã nói như vậy, nếu tao không thể hiện một chút thì cũng không được, thôi cứ xem như tao trả lễ cho mày đi. Chu Dương thản nhiên nói, cánh tay lại tăng thêm lực. Trong nháy mắt, cổ tay Tiết Man Tử kêu mấy tiếng răng rắc. A! Tiết Man Tử hét lên, cổ tay bị siết chặt với khuôn mặt tái nhợt, lùi lại hết lần này đến lần khác, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chu Dương đầy sợ hãi. Người khác không biết, nhưng Tiết Man Tử biết rõ. Đối phương đã nương tay lắm rồi. Nếu không, chỉ cần ra tay nặng hơn chút nữa, bàn tay hắn sẽ bị phế bỏ, không thể hồi phục. Nghĩ đến lúc nãy mình tự tin ra đòn, bị đối phương dễ dàng đỡ được. Tiết Man Tử cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. Người có thực lực mạnh mẽ như vậy, căn bản không nên xuất hiện ở thành phố Liễu. Vậy cao thủ này xuất hiện ở thành phố Liễu có mục đích gì? Trong lòng Tiết Man Tử hiểu rất rõ, nhưng những người khác không hề hay biết. Họ chỉ biết, tay của Tiết Man Tử đã bị phế bỏ. Hơn nữa, xem ra tất cả đều rất nhẹ nhàng, dường như chẳng cần dùng lực. Ực ực, không biết ai tự nhiên nuốt mấy ngụm nước bọt, phá vỡ bầu không khí kinh sợ của mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, nhìn Chu Dương với ánh mắt khiếp sợ, bàng hoàng. Ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải là đối thủ của người này, thì bọn họ đương nhiên cũng không có thể đánh bại, thậm chí rất có khả năng đối phương không cần ra tay, chỉ cần nhìn vào mắt người này cũng có thể khiến mọi người chùn bước, không dám tiến lên trước. Mày! Hạo Ca sợ hãi tột độ, liên tục lùi về phía sau. Bây giờ ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải đối thủ, những người khác càng không thể tiếp tục giao đấu. Người khác không biết, nhưng trong lòng Hạo Ca hiểu rõ. Có thể nói Tiết Man Tử là người mà hắn dựa vào để hoành hành ngang ngược ở thành phố Liễu. Tiết Man Tử là cao thủ trong top 10 ở thành phố Liễu, mọi người đều khiếp sợ hắn. Hơn nữa Tiết Man Tử là em kết nghĩa của Hạo Ca, vì vậy Hạo Ca cũng không lo lắng hắn làm phản. Ngay cả khi đối mặt với những cao thủ trên top 10, Tiết Man Tử vẫn đủ lực chiến đấu. Nhưng Hạo Ca thật không ngờ, vừa nãy, Tiết Man Tử lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lão Ninh thấy cảnh tượng này, vội vàng thụt lùi về sau, bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp tới gần bọn đám đồ, muốn lẫn trốn vào trong. Suy cho cùng, là hắn chủ động nói rõ danh tính của Chu Dương, nếu Chu Dương thực sự muốn trả thù, chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu hắn. Quan trọng là, người quân tử sẽ không đứng dưới một bức tường đổ. Lão Ninh cảm thấy mình là một quân tử, không nên lâm vào tình huống nguy hiểm, cho nên bây giờ tạm lánh xa tầm mắt của Chu Dương, cũng là hợp tình hợp lý. Lưu Phúc Sinh đội trưởng bảo vệ ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Cũng may anh ta nhắc nhở Chu Dương ngay từ đầu, không ngờ Chu Dương lại mạnh mẽ tới vậy, ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải đối thủ của anh. Chu Dương không phải là sếp tổng của công ty mỹ phẩm sao? Cho dù có sự chăm sóc của ông chủ khách sạn, nhưng một sếp tổng của công ty mỹ phẩm, sao lại có sức lực mạnh mẽ như vậy được? Ha ha, Hạo Ca phải không? Cái miệng này của tao, không tự mình quản được, không biết liệu mày có thể giúp tao quản lý nó hay không, hay lúc nãy mày vừa nói sai điều gì? Chu Dương mỉm cười, khẽ đưa tay lên, bước hai bước về phía Hạo Ca. Sợ! Hạo Ca lùi nhanh hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giơ lên của Chu Dương. Chính cánh tay này, không chỉ dễ dàng đỡ được cú đấm của Tiết Man Tử, mà còn phế bỏ bàn tay của hắn. Nếu cánh tay này tấn công thì Hạo Ca chắc chắn không thể đỡ nổi. Chu Dương nhìn thấy bộ dạng của Hạo Ca lúc này, cũng cười lớn tiếng. Ha ha, đầu hơi ngứa, gãi chút thôi. Dứt lời, Chu Dương liền đưa tay lên trán gãi. Khóe miệng Hạo Ca khẽ co giật, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn không ngờ, đường đường là Hạo Ca của thành phố Liễu, bấy lâu nay hoàng bành ngang dọc không ai cản nổi, bây giờ lại bị sỉ nhục bởi một tên vô danh. Hơn nữa, tên thuộc hạ số 1 của hắn, Tiết Man Tử, thậm chí cũng không phải là đối thủ của người này. Rõ ràng hắn chỉ đến tìm Chu Dương, sau đó muốn dạy dỗ Chu Dương một trận, chút giận cho Khổng Huy, nhưng sao lại chạm mặt với người này. Người này thoạt nhìn, là một người luyện võ, hơn nữa không phải là loại có võ thuật tầm thường, rất có khả năng anh ta đã học được tuyệt chiêu bí mật từ khi còn nhỏ. Nếu không, còn trẻ như vậy không thể có thực lực mạnh mẽ thế được. Chương 523, bọn mày không nhận nhầm người. Trong lòng Hạo Ca cũng vô cùng tức giận, lại nghĩ đến bản thân tại sao cứ gặp phải người này.
Hạo Ca suýt chút nữa quên mất lý do chính là vì hai cô gái xinh đẹp kia. Ừ, hình như Lão Đinh có nhắc nhở mình, mà Lão Đinh đâu rồi? Hạo Ca đột nhiên nhớ ra, ban đầu Lão Đinh có nhắc đến thân phận của người này, do đó mới khiến Hạo Ca nhớ lại việc ngày hôm qua. Ha ha, người anh em, là hiểu lầm thôi, chúng tôi nhận nhầm người rồi, thực sự xin lỗi cậu. Hạo Ca nhanh chóng nở một nụ cười hối lỗi, bất ngờ xoay người lại, nhìn về phía đám đông, nơi Lão Đinh đã nhanh chóng lẫn vào trong đó, muốn lẫn trốn. Ngay lập tức, một cơn giận chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Lão Đinh, cút ra ngoài ngay cho tôi. Hạo Ca lớn tiếng mắng chửi. Tất cả đều do Lão Đinh, nếu hắn không nói, thì bản thân sẽ không nhớ ra người này là người hôm qua đua xe với Lão Đinh, cũng không nhớ đến hai người đẹp đó, chẳng cần bảo Tiết Man Tử đi dạy dỗ người này, và không đặt bản thân vào tình cảnh xấu hổ như bây giờ. À, Lão Đinh lẫn trốn trong đám người nghe thấy tiếng mắng chửi đầy tức giận của Hạo Ca, thì trong lòng liền hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Trong ánh mắt có sự không hài lòng, tức giận, xem thường thậm chí còn có cả ánh mắt khinh bỉ. Đặc biệt, phía trước đám người, có một ánh mắt chứa đầy sự tức giận và bất mãn, ánh mắt đó vô cùng ác liệt. Lão Đinh cố nhẫn nhịn, toàn thân run rẩy, liếc mắt nhìn lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, xém chút nữa là trực tiếp ngất đi. Ánh mắt đó rõ ràng là của Hạo Ca. Hạo Ca à, Lão Đinh tôi vì anh mà đổ máu, rơi lệ, muốn giúp anh đoạt người đẹp mà xông pha dẹp bỏ những rào cản chông gai, anh không thể qua cầu rút ván như vậy được. Lúc này, trong lòng Lão Đinh vô cùng sợ hãi, hắn cảm thấy cuộc sống tốt đẹp của mình sắp kết thúc. Có điều hắn vẫn nuôi chút hy vọng, Lão Đinh bước chân nặng nề, đi về phía Hạo Ca và Chu Dương. Hạo Ca, tôi... Lão Đinh đang chuẩn bị lên tiếng giải thích, hắn nghĩ ít nhất cũng phải nhắc lại công lao của mình trước mặt Hạo Ca, khiến Hạo Ca nhớ lại hắn đã từng làm được gì, dù không có công lao cũng có khổ lao, tốt xấu gì thì hắn cũng đã lái xe cho Hạo Ca mấy năm nay, có thể bỏ qua cho hắn lần này được không? Bốp! Nhưng Lão Đinh còn chưa nói được câu nào, đã bị Hạo Ca trực tiếp ngắt lời. Một cái tát của Hạo Ca đánh thẳng lên mặt Lão Đinh. Lão Đinh, cậu xúc phạm vị tiên sinh này. Nếu không phải cậu nhận lầm người, thì chúng ta sao có thể xảy ra mâu thuẫn với anh ấy, cậu phải xin lỗi anh ấy mong nhận được sự tha thứ, nếu không thì đừng trách tôi ra tay tàn độc. Hạo Ca hết sức quả quyết. Chu Dương chăm chú quan sát Hạo Ca, thầm gật đầu tán thưởng. Thật không hổ là đại ca hoành hành ngang ngược ở thành phố Liễu, nếu là một người bình thường thì sự quả quyết và tàn nhẫn này không phải ai cũng có được. Mà trong xã hội này, đặc biệt người giống như Hạo Ca, nếu như do dự thiếu quyết đoán thì tuyệt đối là người không thể đạt được thành công. À, Lão Đinh cảm thấy ớn lạnh, đang muốn cầu xin Hạo Ca tha thứ, thì bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạo Ca, cơ thể thầm run rẩy, hắn ý thức được tình hình có vẻ không tốt lắm. Lúc này, ánh mắt của Hạo Ca vô cùng lạnh lùng. Chứng tỏ Hạo Ca đang thật sự tức giận, thật sự muốn dùng Lão Đinh làm vật hy sinh. Toàn thân run rẩy kịch liệt, Lão Đinh ngẩng đầu nhìn Chu Dương, nhẹ giọng nói. Vị tiên sinh này, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi nhận lầm người, đem đến cho anh nhiều rắc rối, xin anh lượng thứ bỏ qua cho tôi. Dứt lời, Lão Đinh cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu cảm của Chu Dương và Hạo Ca. Bây giờ trong lòng hắn không ngừng mong đợi, hy vọng người này là một người rộng lượng, trong tình huống này có thể thấy được sự thành tâm thành ý của hắn mà rộng lòng bỏ qua. Vậy thì, khổ lao của hắn lại tăng thêm, nói không chừng Hạo Ca sẽ không làm như thế với hắn nữa. Hắn vẫn có thể trở về cuộc sống sung túc an nhàn như trước đây. Hả, chỉ một câu thôi sao? Chu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, trông có vẻ không hài lòng cho lắm. Câu xin lỗi của Lão Đinh cũng thật là qua loa, căn bản không có thành ý. Tôi, Lão Đinh còn muốn nói gì đó, nhưng mà hắn phát hiện mình chỉ là một tên đàn em, vốn dĩ không có một chút địa vị nào, chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng, căn bản cũng không tính là gì. Đã như vậy, để sau này có thể nhận được sự tha thứ của Hạo Ca, trở về cuộc sống hạnh phúc an nhàn như trước đây. Liều mạng thôi. Trong lòng bỗng nảy ra một quyết định, hai đầu gối của Lão Đinh quỳ xuống trước mặt Chu Dương. Thưa anh, tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù, nhận lầm người, gây ra rắc rối cho anh, thật sự xin lỗi, xin anh bỏ qua cho tôi. Nói xong, Lão Đinh càng hung hăng dập đầu xuống đất ba cái. Lần này, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Không chỉ có Hạo Ca, Tiết Man Tử, Lưu Phúc Sinh, mà ngay cả đám côn đồ và mấy nhân viên bảo vệ, thấy vậy cũng sừng sờ đần mặt ra, đặc biệt là Chu Dương,
anh cũng ngẩn người, nhìn lão Đinh quỳ gối dập đầu trước mắt mình. Vãi, người này vậy mà lại liều mạng như vậy, không nói gì, đã quỳ xuống dập đầu liên tục. Thật là tàn ác, hành hạ bản thân. Lão Đinh quả thực là một người thật thà, mình không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn như vậy, vốn dĩ mình cũng rất nhớ mong hai người đẹp kia, thôi được rồi, đợi sau khi việc này kết thúc, sẽ đền bù xứng đáng cho lão Đinh. Nói cho cùng, nhiều năm nay, lão Đinh cũng đã vì mình mà làm không ít việc, ngẫm lại mấy người phụ nữ của mình, có người nào mà không có công lao của lão Đinh. Hạo Ca nhìn lão Đinh dập đầu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xúc động, hạ quyết tâm, muốn đền bù thật tốt cho lão Đinh. Ít nhất, cũng không thể khiến cho người thật lòng thật dạ làm việc vì mình phải cảm thấy thất vọng. Ha ha, không cần nói xin lỗi với tao. Chu Dương cười ha ha nói, anh cũng không ngờ lão Đinh có thể làm đến mức này. Vậy là anh đã bỏ qua cho tôi rồi phải không? Lão Đinh thầm vui mừng, nhanh chóng ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi nhìn Chu Dương, thậm chí, ngay cả khóe mắt cũng đã hơi ẩm ướt. Ý của tao là, bọn mày không nhận nhầm người, tao chính là người mà bọn mày muốn tìm. Chu Dương không chút áp lực, cười ha ha nói, cảm thấy nói chuyện không đầu đuôi với mấy người này ở đây, đúng là vô cùng thú vị. Nếu không phải thời gian lúc này không còn sớm, khoảng cách từ chỗ ba cô gái Rocket Girl đến thành phố Liễu lại không quá 30 phút, nói không chừng anh còn muốn chơi đùa với bọn họ thêm một lúc nữa. Không nhận nhầm người. Lão Đinh hốt hoảng, hắn cho rằng người này vẫn chưa chịu bỏ qua cho mình, vẻ mặt khiếp sợ tiếp tục dập dầu xuống đất. Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người, thật xin lỗi. Đủ rồi, bọn mày thật sự không nhận nhầm người, tao là người mà bọn mày cần tìm, tao chính là Chu Dương. Chu Dương bình tĩnh nói. À, lần này, bọn chúng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Người này có ý gì? Chu Dương, cái tên này thật quen tai, giống như đã từng nghe ở đâu rồi, nhưng vào lúc này, bọn chúng không thể nào nhớ ra được. Đám côn đồ mơ hồ khó hiểu, không biết Chu Dương nói tên của anh ra là có ý gì. Bọn mày không phải đến tìm Chu Dương sao? Tao chính là Chu Dương, là người bọn mày muốn tìm, cho nên, thật ra bọn mày không hề nhận nhầm người. Nhìn thấy phản ứng của đám người này, Chu Dương không biết phải làm sao, chỉ đành nhắc lại một lần nữa. Chương 524, suy đoán. Chu Dương nói xong, mỉm cười nhìn mọi người. Bọn họ cũng chăm chú nhìn Chu Dương, không nói nên lời. Trong lòng Lưu Phúc Sinh cảm thấy lo lắng, đám côn đồ này đến tìm Chu Dương để gây rắc rối cho anh, nhưng chúng không hề biết mặt mũi Chu Dương thế nào, chỉ cần Chu Dương giả vờ không biết, tất nhiên bọn chúng sẽ không nhận ra. Nhưng bây giờ, Chu Dương tự mình nói ra thân phận, đây không phải tự chui đầu vào giỏ sao. Có điều, ngay lập tức Lưu Phúc Sinh gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Chu Dương sợ có người tìm anh gây phiền phức sao? Không sợ. Ngay cả Tiết Man Tử còn không đánh lại một chiêu của Chu Dương, cả thành phố Liễu này, còn ai có thể đe dọa đến Chu Dương chứ? Ít nhất thì Lưu Phúc Sinh không thể nghĩ ra được ai. E rằng, ngay cả những người có thực lực cao hơn Tiết Man Tử cũng không làm được. Ngay lập tức, Lưu Phúc Sinh thở phào nhẹ nhõm. Chu Dương là người được lãnh đạo khách sạn chiếu cố, nếu bị thương ở khách sạn, vậy thì đội trưởng đội bảo vệ như anh ta, hiển nhiên là người đầu tiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, đội bảo vệ của bọn họ lại bị một đám côn đồ đánh bại, sẽ khiến khách sạn mất hết thể diện. Tuy nhiên lúc đó, Hạo Ca, Lão Đinh, Tiết Man Tử, và mọi người đều không ngừng run rẩy. Bọn họ đối đầu với Chu Dương chỉ là sự trùng hợp, nguyên nhất là vì sự cố đua xe hôm qua. Mà sự cố này có thể coi là lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào Hạo Ca. Tuy nhiên, dưới sự xúi dục của Lão Đinh, Hạo Ca đã nhớ đến hai cô gái xinh đẹp kia, càng nảy sinh ác ý với Chu Dương. Điều khiến họ không ngờ là thực lực của người đua xe với họ lại mạnh như vậy. Ngay cả Tiết Man Tử cũng bị người này đánh bại, không tiếp nổi một chiêu. Mà bây giờ, người này lại nói mình chính là Chu Dương. Chu Dương, mục đích lần này của bọn họ đến khách sạn không phải là gây phiền phức cho Chu Dương, muốn đánh Chu Dương tàn phế, chút giận thay cho Khổng Huy sao? Thế nhưng, nếu người này thực sự là Chu Dương, vậy thì bọn họ làm thế nào để đánh anh tàn phế, chút giận thay cho Khổng Huy? He he, vị tiên sinh này, anh đừng dọa chúng tôi nữa, người chúng tôi tìm là Chu Dương, xếp tổng một công ty mỹ phẩm bình thường, sao có thể là anh được chứ, he he. Não bộ của Hạo Ca thông minh lanh lợi, thoáng cái đã nghĩ rằng, nhất định người đối diện không hài lòng, muốn ra tay dạy dỗ một trận. Đặc biệt là lần này bọn họ gây ra động tĩnh không hề nhỏ ở trước cửa khách sạn,
Đã có một số khách xuống thang máy nhìn thấy sự hỗn loạn trong sảnh, còn nhìn thấy những tên côn đồ hung dữ, sợ hãi đứng từ xa, không dám di chuyển. Càng huống hồ, Khổng Huy từng nói, Chu Dương chẳng qua chỉ là một sếp tổng của công ty mỹ phẩm bình thường, sao có thể bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn rất mạnh, ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải đối thủ của anh. Đây nhất định là giả. Nghe Hạo Ca nói như vậy, Lão Ninh, Tiết Man Tử, và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Vậy mới đúng chứ. Khổng Huy rõ ràng đã từng nói, tên Chu Dương chỉ là một ông chủ của công ty mỹ phẩm nhỏ, một người bình thường, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nếu như người này chính là Chu Dương người mà bọn họ muốn gây sự, vậy thì bọn họ căn bản không có khả năng đánh bại. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Khổng Huy cũng sẽ không giao nhiệm vụ này cho bọn họ. He he, vị tiên sinh này, vừa rồi chúng tôi có mắt như mù, xúc phạm đến anh. Tôi nhất định là nhận nhầm người rồi, người hôm qua đua xe với tôi căn bản không phải là anh, tôi vẫn chưa đeo kính, nên không nhìn rõ, he he. Lão Ninh đảo mắt một vòng, vội vã gõ vào đầu mình vài phát, ánh mắt trở nên mơ hồ, giống hệt như không thể nhìn rõ mọi thứ. Hạo Ca và Tiết Man Tử nhìn thấy vậy, trong lòng cũng thầm tán thưởng. Thời khắc quan trọng, vẫn là Lão Ninh đáng tin cậy. Người nãy rõ ràng không phải người họ có thể xử lý, nếu đã đánh không lại. Vậy thì cũng chỉ còn cách nhận tội, cầu xin đối phương tha thứ. Mà Lão Đinh vừa giả vờ nhìn không rõ đồ vật, nên mới nhận sai người, đây quả là lý do hợp lý. Đột nhiên, Hạo Ca và Tiết Man Tử nhìn Chu Dương, với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Lúc này, anh nên thỏa mãn và hiểu cho chúng tôi rồi chứ. Không phải chúng tôi muốn gây phiền phức gì cho anh mà là nhận nhầm người, quả thực là như vậy. He he, diễn xuất không tồi. Cách này đối phó với người khác, có lẽ sẽ có khả năng thành công, cho dù không thành công thì cũng có thể giảm bớt sự tức giận của đối phương. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này, đám người Hạo Ca đang đối mặt với Chu Dương. Chu Dương nhìn tài diễn xuất kém cỏi của ba người bọn chúng, khóe miệng hơi nhếch lên, khóe mắt cũng trở nên sắc bén lạnh lùng. Vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy Tiết Man Tử uy hiếp bảo vệ, muốn hỏi anh đang ở phòng nào. Mà đám người này, còn không biết mặt mũi anh ra sao. Đã tìm đến tận cửa, nếu nói bọn chúng không có ai chống lưng, chắc chắn Chu Dương sẽ không tin. Chu Dương nhanh chóng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Đám người này, trông có vẻ là người thành phố Liễu, hơn nữa nhất định có sức ảnh hưởng không nhỏ ở đây. Vậy thì, người có thể chống lưng cho bọn chúng, tất nhiên cũng là người thành phố Liễu. Mà Chu Dương tự nhận thấy mình chưa từng xúc phạm người nào ở đây. Ngoại trừ, ngẫm lại một lúc, trong lòng Chu Dương đã hiểu rõ. Khổng Huy, nếu nói Chu Dương từng đắc tội với ai ở thành phố Liễu, vậy thì tất nhiên chỉ có một mình Khổng Huy. Hơn nữa, theo những tin tức trước đây có được từ chỗ Vương Vĩ, có vẻ như Khổng Huy đến từ thành phố Liễu, còn là con cháu của gia tộc Khổng gia, có thực lực không nhỏ ở đây. Nếu đúng là hắn thì hoàn toàn có thể sai khiến đám côn đồ này. Hơn nữa, nếu như thực sự là Khổng Huy, vậy thì tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Bởi vì theo phỏng đoán của Chu Dương, e rằng tên Khổng Huy này vẫn chưa biết năng lực và tầm ảnh hưởng của anh, cho nên mới dám nảy sinh ý đồ xấu xa với anh như vậy. Nếu như đổi lại là một người khác, thì e rằng Khổng Huy sớm đã đạt được mục đích. Nhưng đáng tiếc, lần này, Khổng Huy gặp phải Chu Dương. Có điều, thật đáng tiếc, tao chính là Chu Dương mà bọn mày muốn tìm, chỉ là tao không biết, bọn mày đến tìm tao, rốt cuộc là vì chuyện gì, tao tự nhận thấy bản thân trước đây không hề quen biết bọn mày. Vậy thì bọn mày hung hăng đến tận cửa tìm tao, có phải đã có người sai khiến không? Chu Dương mỉm cười nhìn Hạo Ca, không tỏ vẻ tức giận, một luồng sức mạnh vô hình từ trên người anh tản ra khắp đại sảnh. Lúc này, không chỉ những người trực tiếp đối mặt với Chu Dương là Hạo Ca, Lão Ninh, Tiết Mạn Tử mà ngay cả những tên côn đồ khác và nhân viên bảo vệ, thậm chí một vài vị khách bước ra từ thang máy cũng bị choáng váng trước cảnh tượng này, họ cảm thấy Chu Dương trở nên rất đáng sợ. Có vẻ như giây tiếp theo Chu Dương có thể xé nát tất cả những người ở đại sảnh thành từng mảnh. Xì. Hạo Ca bỗng nhiên run rẩy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Người này lẽ nào thật sự là Chu Dương? Tinh tinh. Lúc này, thang máy lại tiếp tục mở toang, Thẩm Bích Quân, Diệp Phương đồng thời bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người chợt há hốc miệng, hết sức ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Chu Dương ở giữa đám đông, họ lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Chương 525, chúng tôi tới tặng quà chúc mừng. Chu Dương,
Chu Tổng. Thẩm Bích Quân và Diệp Phương chậm rãi đi về phía Chu Dương. Mà giọng nói này lại khiến cho tất cả mọi người phải giật mình. Hạo Ca, Lão Đinh, Tiết Man Tử ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Thẩm Bích Quân và Diệp Phương. Thậm chí đôi mắt của Hạo Ca còn đỏ rực lên, ẩn chứa sự hung tợn tàn nhẫn. Vừa nãy hắn đã nghe thấy gì? Chu Dương, Chu Tổng. Kết hợp với các tin tức có được từ Khổng Huy, thân phận của người trước mặt đã rõ mồn một. Đúng là Chu Dương. Xì. Hạo Ca khẽ rùng mình, vô thức chao đảo về phía trước vài bước, cân bằng lại cơ thể, ánh mắt e dè nhìn Chu Dương. Người này thật sự là Chu Dương sao? Chu Dương lại có võ thuật lợi hại đến vậy. Nhưng tại sao tất cả những điều này Khổng Huy không hề nói với mình? Trong đầu Hạo Ca là một mớ suy nghĩ hỗn độn, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhất là khi Thẩm Bích Quân và Diệp Phương xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Bích Quân, Hạo Ca cảm thấy hơi quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Hạo Ca bỗng ngây người, nhớ lại những hồi ức trước kia. Thẩm Bích Quân và Diệp Phương đi đến trước mặt Chu Dương. Chu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mới sáng sớm mà anh đã đánh lộn ở đây rồi chứ? Thẩm Bích Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt chế nhạo nhìn đám người xung quanh. Đương nhiên cô biết rõ, đám người này không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Chu Dương, nhưng mới sáng sớm vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cảnh tượng này, dù là người có trái tim kiên định e rằng cũng sẽ rất tò mò. Đặc biệt là chuyện này lại liên quan đến Chu Dương. Không nhìn thấy người đang quỳ gối trước mặt Chu Dương, đầu còn cúi rất thấp, gần như sát mặt đất kia sao? Ha ha, không có gì đâu, chẳng qua là có vài chuyện thú vị, muốn hỏi thăm chút thôi, đúng rồi, sao hai người lại xuống sớm vậy, không ngủ thêm lát nữa à? Chu Dương mỉm cười hỏi hai người họ. Dù sao, bây giờ thời gian vẫn còn rất sớm, chưa đến 7 giờ. 10 giờ sáng là thời gian khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, từ giờ đến lúc ấy vẫn còn 3 tiếng nữa. Mà từ khách sạn đến cửa hàng thành phố Liễu, cũng chỉ mất vài phút. Chu Tổng, người đại diện của Rocket Girl vừa gọi điện thoại tới, nói rằng họ sắp tới lối ra đường cao tốc, muốn hỏi xem liệu bên mình có ai đến đón không, vậy nên tôi và Thẩm Tổng chuẩn bị tới đó, đón tiếp bọn họ. Diệp Phương mỉm cười nói, chỉ là ánh mắt của cô chợt rực sáng nhìn Chu Dương. Diệp Phương không ngờ rằng, mình vừa ra khỏi thang máy, lại được chứng kiến cảnh tượng thú vị này. Cảnh tượng này, hình như cũng đã từng nhìn thấy lúc cô còn ở Đông Hải, nhưng không đặc sắc đến như vậy, hơn nữa cũng không có mặt Chu Dương. Bây giờ xem ra, Chu Tổng này, rất có bản lĩnh. Ôi trời, xem tôi này, vậy mà lại quên mất cả thời gian, vừa nãy, đã xác nhận với chị Dương là nửa tiếng nữa sẽ đến, bây giờ đã 10 phút trôi qua, tôi vẫn chưa xuất phát. Nhưng không cần phải vội, đợi tôi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ cùng đi. Chu Dương cười nói, ra hiệu cho Thẩm Bích Quân và Diệp Phương tránh sang một bên, để không phải chứng kiến bất kỳ cảnh đẫm máu nào khiến họ sợ hãi. Dứt lời, Chu Dương lập tức đi đến chỗ Hạo Ca. Lúc này, Hạo Ca đã hoàn toàn chắc chắn, người ở trước mặt chính là Chu Dương mà Khổng Huy kêu hắn xử lý. Lúc này, trong lòng Hạo Ca cảm thấy vô cùng bực tức. Hay lắm Khổng Huy. Bảo ông đây làm việc cho mày, thế mà ngay cả đối tượng là ai cũng không cho biết rõ ràng, lần này, tao và các anh em đứng trước họng súng, còn không dám chắc có thể trở về an toàn hay không. Trong lòng Hạo Ca thầm mắng chửi Khổng Huy. Khổng Huy cậy vào sức ảnh hưởng lớn của Khổng gia ở thành phố Liễu, ngay đến cả Hạo Ca cũng phải nể mặt hắn đôi phần. Nhưng một khi cả hai bên đều trở mặt, vậy thì, Hạo Ca cũng không sợ Khổng Huy. Chẳng lẽ Khổng gia thật sự sẽ vì một người như Khổng Huy mà chính thức tuyên chiến với Hạo Ca? Hạo Ca không tin, dù sao, bản thân hắn cũng có chỗ dựa cho mình. Sao vậy, bây giờ bọn mày đã tin tao chính là Chu Dương mà bọn mày cần tìm chưa? Bây giờ mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc ai là người sai bọn mày đến đây gây phiền phức cho tao không, anh Hạo? Chu Dương mỉm cười nói. Mà hai tiếng, anh Hạo, cuối cùng càng khiến Hạo Ca cảm thấy kinh hãi, ngay lập tức trở nên cẩn trọng hơn. Ha ha! Anh Chu, anh thật biết nói đùa, chúng tôi đâu có cố ý đến gây chuyện với anh đâu, chỉ là nghe nói, hôm nay, công ty Danh Dương mở thêm một chi nhánh ở thành phố Liễu, cho nên muốn đến chúc mừng thôi. Hạo Ca nói xong, liền lấy trong túi ra một phong bì, đưa cho Chu Dương. Chu tiên sinh, đây là một chút quà mọn của tôi, mong anh đừng chê cười. Mặc dù Hạo Ca ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng thì đang kêu rên khổ sở. Trong phong bì này có một tấm chi phiếu trị giá 1 triệu tệ.
Đây là số tiền mà Khổng Huy đưa cho hắn trước khi rời đi, xem như là tiền thù lao cho việc gây phiền phức cho Chu Dương. Hạo Ca vốn đang rất đỗi vui mừng, chỉ cần tùy tiện ra tay dạy dỗ một người đã có ngay 1 triệu tệ, nhưng không thể ngờ rằng, 1 triệu tệ này, hắn còn chưa nhìn thấy tiền mặt thì đã rơi vào tay kẻ khác. Hơn nữa, còn là tự tay hắn đưa. Cái tên Khổng Huy chết tiệt này, đợi tao trở về, nếu mày không cho ông đây một lời giải thích hợp lý, thì ngay cả khi mày có là người nhà Khổng ra đi nữa, tao cũng nhất định khiến mày biết, tại sao hoa lại có màu đỏ như vậy. Giờ phút này, trong lòng Hạo Ca đã hạ quyết tâm. À, chúc mừng sao? Lông mày Chu Dương nhíu lại, cũng không tỏ ý chê bai, trực tiếp cầm phong bì rồi mở ra. Khi thấy bên trong là một tấm chi phiếu trị giá 1 triệu tệ, sắc mặt hơi kỳ quái. 1 triệu tệ này, đối với Chu Dương mà nói, chả đáng là gì. Nhưng nếu 1 triệu này coi như quà chúc mừng, đặc biệt là công ty danh Dương chẳng hề quen biết tên Hạo Ca này, thì nhiêu đây có vẻ hơi nhiều rồi. Nhưng nếu đã là quà chúc mừng thì cũng không có lý do gì để trả lại. Bởi vậy Chu Dương cũng không từ chối, mỉm cười rồi quay người lại đưa cho Thẩm Bích Quân. Mấy lời vừa rồi của Hạo Ca, Thẩm Bích Quân cũng đều nghe thấy, nhận được phong bì, liền trực tiếp mở ra. 1 triệu tệ. Nhìn thấy số tiền trong phong bì, Thẩm Bích Quân kinh ngạc giật mình. Cô không ngờ, một đám côn đồ, nhìn bề ngoài chẳng ra làm sao, bị đánh thê thảm, ngốc nghếch đần độn, vậy mà lại có thể lấy ra 1 triệu tệ. Câu nói này truyền đến tai những người ngoài kia, nhất là mấy tên côn đồ, nhân viên bảo vệ còn có vài vị khách đều khiến bọn họ phải kinh ngạc. Từng ánh mắt nhìn vào tấm chi phiếu trong tay Thẩm Bích Quân, đều lộ rõ vẻ bất ngờ và tham lam. Đây chính là 1 triệu tệ, những người đang có mặt ở đây, số người trong nhà có 1 triệu tệ cũng không nhiều. Vậy mà bây giờ, 1 triệu tệ kia lại được coi như một món quà chúc mừng bình thường, trực tiếp mang đi tặng. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Diệp Phương. Bọn họ cũng không chú ý đến những tên côn đồ kia nữa, dù sao lúc này đám côn đồ này cũng không dám làm loạn. Nhưng họ thật sự muốn biết sốt cuộc Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Diệp Phương là thánh thần phương nào mà lại khiến người khác có thể dùng 1 triệu tệ để làm quà chúc mừng. Chương 526, người sai khiến. Đây là ai? Lợi hại như vậy sao? Người khác nói cho 1 triệu tệ là cho luôn à? Tôi cũng không biết, nhưng vừa nãy hình như nghe hai cô gái xinh đẹp này gọi anh ta là Chu Dương, Chu Tổng. Chu Dương, Chu Tổng, tôi không biết, các anh thì sao? Chưa từng nghe, gần đây có công ty nào sắp khai trương chi nhánh ở thành phố Liễu phải không? Đúng rồi, hôm nay không phải chi nhánh của công ty danh Dương ở thành phố Liễu khai trương sao? Những người này có phải là người của công ty danh Dương không? Đúng vậy. E rằng chỉ có người của công ty danh Dương mới khiến người khác tặng hẳn 1 triệu tệ làm quà chúc mừng thôi. Những người kia có lẽ là người của công ty danh Dương đấy. Tấm chi phiếu 1 triệu tệ làm quà chúc mừng, đương nhiên sẽ khiến người bên cạnh suy đoán thân phận của mấy người Chu Dương. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã đoán ra thân phận của mấy người Chu Dương. Đột nhiên, nhiều ánh mắt liếc nhìn đến, tràn ngập niềm vui cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng, lại có thể gặp được người của công ty danh Dương trong khách sạn này, hơn nữa người này còn rất hùng mạnh. Ngay lập tức, Chu Dương thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của nhiều người xung quanh. Thầm thở dài trong lòng, Chu Dương cũng bất lực. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là hỏi cho ra người chỉ đạo đứng đằng sau. Ha ha, 1 triệu tệ này cũng được đấy, nhưng tôi không để tâm lắm, bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc là ai cử anh qua đây? Chu Dương thản nhiên cười, rồi nhìn chằm chằm vào Hạo Ca, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Dường như chỉ cần Hạo Ca không giải thích một cách thành thật, lưỡi dao này rơi thẳng xuống. Hạo Ca thầm run rẩy, không tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Tôi nói, là Khổng Huy bảo chúng tôi đến đây, anh ta nói, chỉ cần chúng tôi đánh Chu Dương tàn phế thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Lúc này Hạo Ca cũng không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Khổng Huy là được. Suy cho cùng, ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải là đối thủ của Chu Dương, thì hắn đương nhiên cũng không có khả năng đánh bại Chu Dương. Đám người bọn chúng cùng xông lên, sợ rằng cũng không đủ để Chu Dương đánh đấm. Huống hồ, Hạo Ca cũng không muốn vô duyên vô cớ chuốc thêm phiền phức khi đụng phải người có thực lực mạnh mẽ trước mặt, vì vậy mới lấy Khổng Huy ra làm bia đỡ đạn. Khổng Huy, quả nhiên là anh ta. Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ, lúc đầu anh đã suy đoán Khổng Huy sai khiến đám người này đến,
nhưng vì không có chứng cứ cho nên cũng không nói ra ngay. Nhưng bây giờ chính miệng Hạo ca nói ra người đứng sau sai khiến, vậy thì Chu Dương cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Bất luận lời của Hạo ca nói có phải là thật và người đứng đằng sau có thực sự là Khổng Huy hay không? Nếu chỉ có một mình Khổng Huy có mâu thuẫn với anh ở thành phố Liễu, vậy thì món nợ này cứ tính lên đầu của Khổng Huy là được. Sau khi hạ quyết tâm, Chu Dương cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Ha ha, được lắm, nếu đã như vậy thì bây giờ các người có muốn gây rắc rối cho tôi nữa không? Chu Dương cười ha ha nói. Không dám, không dám, chúng tôi không dám. Hạo ca nhanh chóng xua tay phủ nhận. Đùa sao, gây sự với Chu Dương ư? Chu Dương không gây chuyện với bọn họ, Hạo ca đã thắp hương quỳ lạy rồi, đâu dám tìm Chu Dương gây sự. Hơn nữa, đám người bọn họ vốn dĩ cũng không phải là đối thủ của Chu Dương, muốn kiếm chuyện cũng đành bất lực. Nếu không muốn gây sự với tôi, vậy còn ở đó làm gì? Còn không mau cút đi. Chu Dương quát mắng, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Đám người Hạo ca sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài. Đúng rồi, về nói với Khổng Huy, tôi sẽ đi tìm anh ta đòi món nợ này, nói anh ta hãy đợi tôi. Nhìn thấy đám côn đồ chạy ra bên ngoài sắp rời khỏi khách sạn, Chu Dương lớn tiếng nói một câu rồi mới dừng lại. Anh muốn đám côn đó đó truyền đạt lại với Khổng Huy, nhưng đó cũng chỉ là một mánh khóe quấy nhiễu tâm trạng của đối phương mà thôi. Dù sao, Chu Dương cũng không biết đám côn đồ đó có nói lại lời của mình cho Khổng Huy hay không. Nhưng Chu Dương biết rằng, đám côn đồ này chưa hẳn đều có chung suy nghĩ, chắc chắn khi quay về có người sẽ truyền đạt lời của mình cho Khổng Huy, như vậy cũng đủ rồi. Đợi đám người của Hạo ca rời đi, đại sảnh khách sạn yên lặng mới ồn ào huyên náo trở lại. Không ít quan khách vừa nãy bị đám côn đồ này dọa sợ khiếp vía, lúc này sắc mặt trở nên hồng hào bình thường, một số cảm thấy thẹn quá hóa giận. Còn đội trưởng đội bảo vệ Lưu Phúc Sinh, chỉ có thể để cho đội bảo vệ mau chúng thu dọn đại sảnh. Anh Chu, xin anh tha lỗi vì mang đến sự bất tiện này cho anh. Lưu Phúc Sinh thận trọng đến trước mặt của Chu Dương, khom mình nói bằng giọng điệu rất chân thành. Đương nhiên anh ta đều đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, trong lòng cũng hết sức kinh hãi. Anh ta không ngờ, ông chủ của một công ty mỹ phẩm như Chu Dương lại có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, đến cả Tiết Man Tử có thực lực thuộc top 10 của thành phố Liễu cũng không phải là đối thủ của Chu Dương. Uổng công trước đó anh ta còn lo lắng, đám người Hạo ca đến tìm sẽ gây bất lợi cho Chu Dương. Bây giờ nhớ lại, Lưu Phúc Sinh chỉ thấy hổ thẹn. Nghĩ lại bản thân là đội trưởng của đội bảo vệ, đối mặt với sự quấy rối của bọn côn đồ lại vô dụng như vậy. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không chỉ làm tổn thất danh dự của Lưu Phúc Sinh mà sợ rằng cũng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn, sẽ khiến cho không ít khách hàng vì chuyện ngày hôm nay mà lo lắng đến vấn đề an ninh của khách sạn. Không sao, thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, anh không phải là đối thủ của bọn chúng cũng rất bình thường. Huống hồ, tôi cũng không sao, anh cũng không cần tự trách mình. Chu Dương xua tay, thản nhiên nói. Anh Chu, tôi... Lưu Phúc Sinh đang muốn nói tiếp. Nhưng Chu Dương lại thẳng thừng ngắt lời. Bây giờ tôi còn có chuyện, thời gian gấp gáp nên không nói nhiều với anh nữa, anh cũng không cần tự trách mình, tôi sẽ nói với giám đốc các anh chuyện ngày hôm nay, anh không cần phải lo lắng. Chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Diệp Phương cùng nhau đi ra ngoài. Còn Lưu Phúc Sinh nhìn bóng lưng của ba người, biểu cảm hết sức phức tạp. Có điều, nghĩ đến lời của Chu Dương lúc nãy, sắc mặt Lưu Phúc Sinh cũng dễ nhìn hơn mấy phần. Chu Dương nói sẽ kể lại với giám đốc chuyện ngày hôm nay, vậy thì giám đốc có lẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ta. Trong lòng thoải mái hơn nhiều, Lưu Phúc Sinh cũng tham gia vào đội ngũ bảo vệ dọn dẹp đại sảnh. Suy cho cùng, thân là đội trưởng đội bảo vệ, cũng cần phải làm mẫu một chút. Ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Diệp Phương cùng nhau xuất phát, Chu Dương với tư cách tài xế, trong tình huống cấp bách, anh lái xe nhanh như gió. Hơn nữa, bây giờ còn sớm. Lưu lượng giao thông ra vào trên đường không nhiều, cho nên cũng không có gì nguy hiểm. 7:30, ba người Chu Dương đã đến lối ra vào trên làn đường cao tốc. Ba người họ xuống xe, đã nhìn thấy hai chiếc xe khác từ từ tiến đến. Ánh mắt của Chu Dương liếc thấy chị Dương ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, trên chiếc xe đầu tiên. May quá, vừa kịp lúc, bọn họ đến rồi, chúng ta qua đó đi. Chu Dương cười nói, sau đó đi thẳng về phía trước. Chương 527, chuẩn bị. Anh Chu Dương, chị Thẩm.
Ba người nhóm Rocket Girl đang ở trong xe đã thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân đứng ngay lối ra vào làn đường cao tốc. Nên ba người vừa xuống xe đã tươi cười chạy đến. Trong đó Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung có vẻ tốt hơn một chút, khá thận trọng. Nhưng Tô Hiểu Manh lại như một cô gái trong đắm chìm trong tình yêu được nhìn thấy người mình yêu, giang hai tay, nhào vào người Chu Dương. Từ từ thôi. Chu Dương cũng hết cách nhưng anh vẫn giang hai tay ôm Tô Hiểu Manh vào lòng để tránh cho cô bị thương. Đều là minh tinh cả rồi, ở ngoài nên chú ý hình tượng một chút. Chẳng lẽ các em không sợ bị chụp hình, rồi ngày mai người dân cả nước đều sẽ biết được chuyện này sao? Vỗ nhẹ vào lưng Tô Hiểu Manh, sau khi buông cô ra, anh vươn tay xoa đầu cô, lúc này Chu Dương mới cười nói. Tất nhiên anh chỉ nói với giọng điệu trêu đùa. Hi hi, bị chụp thì cho cứ cho họ chụp đi. Dù sao bọn em cũng không phải làm chuyện gì không nên làm. Tô Hiểu Manh tinh nghịch lè lưỡi, cô không hề để ý đến chuyện này, ôm lấy cánh tay Chu Dương lắc lư qua lại. Ngay sau đó chị Dương và vài nhân viên cũng vội vàng đi đến. Cậu Chu, cô Thẩm, đã làm phiền hai người đích thân đến đây một chuyến rồi. Chị Dương nói chuyện rất lễ độ, mặc dù lúc này cô ăn mặc rất tùy ý và bình thường, nhưng có thể xuất phát từ thói quen trong công việc nên lúc đứng trước mặt Chu Dương. Cô vẫn như một người quản lý chuyên nghiệp. Không đâu, là chúng tôi làm phiền mọi người mới đúng, thật ra lần này cũng xem như là ý định nhất thời của tôi. Lúc trước tôi vẫn nghĩ nếu mọi người không có thời gian thì tôi phải làm sao đây, bây giờ mọi người đến đây, vậy thì đã giúp tôi rất nhiều rồi. Chu Dương xua tay cười nói, sau đó giới thiệu Diệp Phương với chị Dương. Dù sao lễ khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu mà ba cô gái nhóm Rocket Girl đến lần này, chủ yếu là phải giao lưu với những người trong cửa hàng chi nhánh. Mà Diệp Phương thân là người của cửa hàng chi nhánh tất nhiên có quyền lợi này. Chị Dương và Diệp Phương chào hỏi lẫn nhau, sau đó bắt đầu hỏi về những gì cần chuẩn bị cho lễ khai trương lần này. Suy cho cùng, lúc trước Chu Dương gọi cho cô cũng đã nói về chuyện này rồi, nhưng không nói chi tiết về nội dung cụ thể. Vậy nên lần này nhóm Rocket Girl đến thành phố Liễu hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Đi thôi. Chúng ta trở về khách sạn sửa soạn một chút, 10 giờ lễ khai trương mới bắt đầu, còn vài tiếng nữa, thời gian chắc đủ. Chu Dương cười nói rồi kéo Tô Hiểu Manh lên xe. Không còn cách nào khác, Tô Hiểu Manh cứ ôm chặt cánh tay Chu Dương không buông, nên Chu Dương đành để Tô Hiểu Manh ngồi ở vị trí bên ghế tài xế cạnh mình. Không lâu sau, mọi người đã về đến khách sạn. Diệp Phương, cô nói với chị Dương những thứ cần làm cho buổi lễ lát nữa nhé. Về đến khách sạn. Mọi người đều đã thức dậy, hơn nữa tất cả đều trở nên bận rộn. Chưa đầy 2 tiếng nữa là buổi lễ khai trương cửa hàng chi nhánh Liễu Thị sẽ bắt đầu, một số thứ và thiết bị cần chuẩn bị bước vào công đoạn kiểm tra cuối cùng để tránh xảy ra sơ suất. Sự xuất hiện của nhóm Rocket Girl cũng khiến nhiều nhân viên bất ngờ. Suy cho cùng nhóm Rocket Girl cũng là nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng trong nước, lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo, hơn nữa fan đi theo lịch trình của idol cũng cực kỳ nhiều. Có thể nói bây giờ dù Rocket Girl đi đến thành phố nào thì chỗ đó trở nên náo động. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm chứ, là Rocket Girl ư. Các cô không nhìn nhầm đâu, quả thật là Rocket Girl đấy. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy Tô Hiểu Manh. Hê hê, nói cho mọi người biết một bí mật, mọi người chắc chắn không ngờ được đâu. Cái gì đấy, cô mau nói xem. Hê hê, vừa nãy tôi thấy Tô Hiểu Manh cứ ôm chầm cánh tay của Chu Tổng vô cùng thân mật. Mọi người nói xem giữa họ có cái gì không? Sao có thể chứ? Chu Tổng không phải đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa hình như vợ của Chu Tổng là Tạ Tổng, Tạ Linh Ngọc, cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ không phải đâu. Ngay lập tức, mọi người bài tán sôi nổi, sự ngạc nhiên của nhân viên dược khơi dậy. Trong lúc bận rộn, ánh mắt của họ cũng không ngừng nhìn về phía căn phòng của nhóm Rocket Girl và Chu Dương. Hiện giờ ba cô gái và Chu Dương đang ở trong căn phòng đó. Nhưng bên trong còn có Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Diệp Phương và một số nhân viên khác, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng mọi người đều bình tĩnh hơn, lại bận rộn với công việc của mình, cũng càng thêm hăng hái làm việc. Dù sao có thể thấy Rocket Girl với khoảng cách gần như vậy, thậm chí lát nữa có thể chụp ảnh chung với ba người nhóm Rocket Girl, đây đều là ước mơ mà nhiều người muốn. Mà bây giờ cơ hội này rơi xuống trước mắt họ, chỉ cần vươn tay ra là có thể đạt được. Cố lên! Chỉ cần thuận lợi tổ chức lễ khai trương, Chu Tổng vui vẻ thì chắc chắn sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của mọi người. Không biết ai bỗng nói câu này, nhân viên càng gắng sức làm việc.
Quả thật chuyện quan trọng lúc này là lễ khai trương sắp bắt đầu, chỉ cần lễ khai trương diễn ra suôn sẻ, Chu Tổng vui thì chắn chắn sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của họ. Hơn nữa, muốn chụp hình với Rocket Girl và nhờ ba cô gái ký tên cho họ cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì. Ở trong phòng, lúc này Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Diệp Phương, Tạ Linh Ngọc, chị Dương và ba cô gái nhóm Rocket Girl đang thảo luận những gì cần phải chú ý trong lễ khai trương lát nữa. Tóm lại, lát nữa lên sân khấu cũng không cần phải chú trọng quá nhiều, chỉ cần biểu diễn thương nghiệp như bình thường. Còn lúc biểu diễn, mọi người có thể tuyên truyền cho các sản phẩm của công ty danh dương chúng tôi là được. Diệp Phương cầm bản kế hoạch chương trình của buổi lễ khai trương hôm nay giải thích những việc cần chú ý cho ba cô gái. Mấy người Chu Dương thì ngồi một bên yên tĩnh lắng nghe. Dù sao với tư cách là khách mời biểu diễn thì Rocket Girl cũng có trách nhiệm trong lễ khai trương này. Còn Chu Dương, Thẩm Bích Quân với tư cách là khách VIP và người đại diện tổng công ty danh dương lại thoải mái hơn không ít. Chị Dương, sau khi kết thúc mọi người sẽ trở về thủ đô luôn sao? Chu Dương cười nói. Trong lúc nói chuyện với chị Dương thì Chu Dương cũng biết buổi biểu diễn ở Tương Đàm là trạm cuối cùng trong chuyến lưu diễn ở tỉnh Tương Tây của nhóm Rocket Girl. Sau đó họ sẽ trở về thủ đô, nghỉ ngơi ít hôm rồi sẽ có lịch trình khác. Đúng vậy, chuyến đi lần này cũng đã gần 2 tháng, cần phải về lại công ty nghỉ ngơi ít hôm, bây giờ chắc ba cô gái mệt lắm rồi. Chị Dương khẽ cười, chị không có gì để giấu cả nên cứ nói hết ra. Huống hồ dựa vào quan hệ của Chu Dương và nhóm Rocket Girl thì chị Dương cũng không lo lắng Chu Dương sẽ làm chuyện gì gây bất lợi cho ba cô gái. Đúng rồi, lần biểu diễn thương nghiệp ở Trường Sa, mấy tên côn đồ đã bị cảnh sát bắt đi, sau đó có tin tức gì không? Chu Dương bỗng nhớ đến chuyện này nên tiện thể hỏi. Thật ra anh đã biết ai đã làm chuyện này nhưng cảnh sát đã đưa ba tên côn đồ đi nên anh cũng chỉ có thể chờ cảnh sát đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Lúc Chu Dương nói đến chuyện này, gương mặt chị Dương khẽ biến sắc, trông có vẻ hơi tức giận và bất mãn. Có vài tin tức nhưng không như ý muốn, ba tên côn đồ đó không chịu khai, chúng không muốn nói bất kỳ điều gì. Đến giờ chúng tôi vẫn không biết là ai muốn gây bất lợi cho nhóm Rocket Girl. Cơn giận của chị Dương vẫn chưa nguôi ngoai, ngực cũng vì giận mà dao động, rõ ràng vô cùng tức giận. Bình thường cô ấy hiếm khi tức giận, nhưng mỗi lần cô nổi giận đều khiến người khác kinh ngạc. Dù sao cô cũng là quản lý của công ty lớn ở thủ đô, vẫn nên có một chút khí thế. Nhưng kết quả này cũng nằm trong phỏng đoán của Chu Dương. Không nói đến việc ba tên côn đồ nhận được lợi ích gì, nhưng thế lực của người đằng sau mà chúng muốn che giấu quả thật không thể khinh thường. Cô yên tâm đi, chuyện này sẽ có kết quả sớm thôi. Chu Dương cười nói. Nếu đối phương không muốn nói thì Chu Dương cũng chỉ có thể tự mình đi tìm. Chương 528, không dễ đối phó. Mà lúc này Chu Dương không hề hay biết trong phòng VIP Bệnh viện Nhân dân số 1, sắc mặt Khổng Huy cực kỳ u ám nhìn Hạo Ca bộ dạng nhếch nhác đang đứng trước mặt mình. Khổng Huy cố ý tìm Hạo Ca để bảo hắn cho Chu Dương một bài học, báo thù cho mình. Nhưng Hạo Ca không chỉ không dạy dỗ được Chu Dương mà trái lại hắn còn bị Chu Dương đánh cho một trận. Thậm chí ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải đối thủ của Chu Dương. Đây là những gì các cậu làm được cho tôi đấy à? Sắc mặt Khổng Huy càng tệ hơn. Hắn nhìn Hạo Ca, giọng điệu cực kỳ không vui, thậm chí còn có thể thấy được hắn đang vô cùng phẫn nộ. Mấy người Hạo Ca, Tiết Man Tử, Lão Đinh đang đứng đối diện Khổng Huy vội vàng nở nụ cười nịnh bợ. Anh Huy, chuyện này ngoài ý muốn, anh lại chẳng nói với bọn em cái tên Chu Dương đó bản lĩnh lợi hại đến vậy, người bên em lại ít không phải là đối thủ của Chu Dương. Hạo Ca khẽ cười, quả thật hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ mà lúc trước Khổng Huy giao phó. Bây giờ đương nhiên hắn phải xin lỗi và chấp nhận lời của trách của Khổng Huy. Mặc dù lúc đối đầu với Chu Dương trong khách sạn, Hạo Ca thầm nghĩ cho dù không đánh lại Chu Dương thì Khổng Huy cũng sẽ không làm gì hắn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Dù sao ở thành phố Liễu, những gì Hạo Ca làm dường như đều là làm ăn trong thế giới ngầm. Mặc dù có tiền nhưng không nhiều, còn phải hợp tác với mấy gia tộc có thế lực khác ở thành phố Liễu mới có thể đủ nuôi người dưới trướng của mình. Mà Khổng Huy vừa vặn chính là một trong những gia tộc hợp tác nhiều nhất với Hạo Ca. Quả thật, Hạo Ca hắn có thể không để tâm đến Khổng Huy, thậm chí còn không thèm nể mặt Khổng Huy. Nhưng chỉ cần một câu của Khổng Huy, Khổng gia có thể sẽ không hợp tác với Hạo Ca hắn nữa, bởi vậy phải tìm người khác. Đến lúc đó nếu Hạo Ca không thể nuôi nổi người dưới trướng của mình được nữa thì hắn rất khó đứng vững ở thành phố Liễu này. Cho nên trừ phi đối mặt với cái chết,
nếu không Hạo ca không muốn trở mặt với Khổng gia. Bản lĩnh lợi hại thế nào, hắn ta chẳng qua chỉ là xếp tổng của một công ty mỹ phẩm bình thường thôi, có lợi hại cũng chỉ phô trương sức mạnh. Các cậu nhiều người thế sao có thể không phải là đối thủ của hắn chứ, huống hồ Tiết Man Tử không phải luôn đi theo cậu sao? Sắc mặt Khổng Huy vẫn không tốt hơn chút nào, thậm chí ánh mắt hắn nhìn Hạo ca càng trở nên u ám hơn. Hắn nghi ngờ đây chỉ là những lời lảng tránh của Hạo ca, mục đích là không muốn làm việc cho Khổng Huy. Hừ, Trần Thiên Hạo, tôi nói cho cậu biết nếu cậu không thể làm được việc khiến tôi hài lòng thì tôi phải suy nghĩ lại chuyện hợp tác giữa cậu với Khổng gia. Nói đến đây, Khổng Huy dường như đã tỏ rõ thái độ. Đừng như thế chứ anh Huy, cái tên Chu Dương đó đâu chỉ là ông chủ công ty mỹ phẩm bình thường. Công ty danh Dương đó thực lực khá mạnh, ở tỉnh Tương Tây, không ai có thể đối đầu với công ty đó. Ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không thể nào làm vậy với hắn, anh bảo bọn em làm không phải tự tìm đường chết sao? Bị Khổng Huy uy hiếp, Hạo ca cũng hết cách. Huống hồ, đến bây giờ Khổng Huy cứ luôn nói cái tên Chu Dương kia là ông chủ một công ty mỹ phẩm bình thường. Nhưng Chu Dương đó là ông chủ công ty danh Dương, mà danh Dương đâu phải là công ty mỹ phẩm bình thường cơ chứ? Công ty danh Dương gì chứ? Toàn thứ tào lao, Trần Thiên Hạo. Nếu cậu không muốn làm việc cho tôi thì cậu cứ nói, tôi đồng ý cho cậu. Sắc mặt Khổng Huy càng tệ, hắn không ngờ mình đã nói đến vậy rồi mà Trần Thiên Hạo vẫn không xem trọng ý tốt của mình, bộ dạng do dự thậm chí bày ra vẻ mặt không sẵn lòng. Không phải chứ, anh Huy à, lẽ nào anh không biết công ty danh Dương sao? Khoảng thời gian này công ty danh Dương và cái tên Chu Dương rất nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây. Nếu không phải nhìn thấy người ở ngoài đời, em cũng không ngờ chính là hắn. Nhìn bộ dạng Khổng Huy không giống như giả vờ không biết, Trần Thiên Hạo lập tức suy xét. Cái gì? Khổng Huy ngạc nhiên, gương mặt lộ vẻ u ám thắc mắc. Tôi vừa từ thủ đô trở về, có biết gần đây tỉnh Tương Tây xảy ra những chuyện gì đâu, cậu nói rõ cho tôi xem nào. Nghe Trần Thiên Hạo nói vậy, vẻ mặt Khổng Huy cũng lập tức trở nên nghiêm trọng. Khổng Huy tự nhận thấy hiểu biết của mình về Trần Thiên Hạo không hề ít. Hắn không giống người biết nói dối. Càng không phải là người sẽ làm việc nửa vời. Hơn nữa từ giọng điệu của hắn có thể thấy dường như Chu Dương và công ty danh Dương thật sự rất nổi tiếng. Anh Huy, Chu Dương và Thẩm Bích Quân là người của công ty danh Dương, công ty đó là công ty có trụ sở chính ở Đông Hải, họ đến tỉnh Tương Tây cũng là vì Trương gia. Trong mười mấy phút sau đó, Trần Thiên Hạo nói rõ cho Khổng Huy biết về Chu Dương, Thẩm Bích Quân, một số chuyện của công ty danh Dương, nhất là những chuyện từ khi họ đến tỉnh Tương Tây đến nay. Khổng Huy vẫn lặng yên nghe hắn nói, vẻ mặt lúc thì nghiêm trọng lúc thì thư thái, sau đó bỗng nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Hắn không nói gì không có nghĩa là không muốn nói. Lúc này trong lòng Khổng Huy đã sớm rối loạn. Trần Thiên Hạo chỉ nói một nửa thì Khổng Huy đã kinh ngạc không thôi. Mỗi lần tên một người, một gia tộc xuất hiện đều làm hắn hết sức ngạc nhiên. Giang Bắc bị đánh tàn phế, bữa tiệc Giang gia bị náo loạn, đánh người của Giang gia, Dư gia, Đường gia và Trương gia. Còn một số gia tộc lớn nhỏ khác dường như đều có mâu thuẫn không nhỏ với Chu Dương. Mà một số gia tộc yếu nhất cũng gần ngang bằng với Khổng gia. Chưa kể năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây, không gia tộc nào có thể so được với Khổng gia. Cho dù như vậy, Chu Dương cũng vẫn sống tốt, tiếp tục thực hiện công việc của anh ở tỉnh Tương Tây. Mà cũng không có gia tộc nào dám biểu thị ý đồ chống đối với Chu Dương. Nếu nói năm đại gia tộc không hận Chu Dương thì là điều không thể nào. Không nói những cái khác, chỉ riêng Giang gia đã phải chịu nhiều tổn thất trong tay Chu Dương, thậm chí Giang Bắc còn bị Chu Dương đánh đến nổi tàn phế. Vậy nên nếu nói bọn họ không có một lời oán hận thì là chuyện không thể nào. Nhưng tình hình bây giờ chính là như vậy. Giang gia không chỉ không gây phiền phức cho Chu Dương, mà thậm chí cô con gái duy nhất của Giang Hành Nguyên, được xưng là người đẹp Giang Yến của tỉnh Tương Tây còn thân thiết với Chu Dương. Thậm chí Giang Yến đã trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty danh Dương. Có thể nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì lễ khai trương chi nhánh thành phố Liễu sẽ có Giang Yến xuất hiện. Anh Huy, tình hình cơ bản của cái tên Chu Dương đó là như thế đấy, đây chỉ là tình hình ở tỉnh Tương Tây, còn ở Đông Hải thì em không rõ lắm. Nói xong, Trần Thiên Hạo lau mồ hôi trên trán. Thật ra bây giờ trong lòng Trần Thiên Hạo cũng cảm thấy lâng lâng khi nghĩ lại những gì Chu Dương trải qua. Nếu đổi lại một người khác đừng nói đến có trải nghiệm giống Chu Dương hay không. Thậm chí rất có thể thất bại ngay ván cờ đầu tiên, sau đó bị Giang gia đánh bại. Hơn nữa em còn nghe nói bên cạnh Chu Dương có một tên vệ sĩ vô cùng mạnh,
ngay cả mấy chục tên bảo vệ của Giang gia cũng không phải là đối thủ của một mình hắn. Chương 529, buổi lễ khai trương. Trần Thiên Hạo thấy Khổng Huy trầm tư suy nghĩ, nên quyết định tiếp tục khuyên bảo. Ngộ nhỡ Khổng Huy biết đường quay đầu, không gây phiền phức cho Chu Dương nữa thì sao? Như vậy, hắn cũng có thể yên tâm hơn, không cần phải lo lắng. Dù sao, Tiết Man Tử cũng đã bị Chu Dương đánh bại chỉ trong một chiêu, nếu đổi lại hắn, hậu quả cũng không khá hơn là bao. Sắc mặt của Khổng Huy u ám, hắn cau mày, như thể trong lòng đang đưa ra một quyết định khó khăn. Không được. Khổng Huy bỗng nhiên hét lớn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Thiên Hạo. Lần này, khiến Trần Thiên Hạo giật mình sửng sốt. Nhất là khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Khổng Huy, liền cảm thấy ớn lạnh. Tôi mặc kệ cái tên Chu Dương có thân phận gì, đã hắn dám đắc tội với tôi, còn đánh tôi bị thương, vậy thì tôi nhất định phải lấy lại danh dự. Ha ha, hắn không phải lợi hại lắm sao, tưởng rằng không ai có thể đối phó được với hắn ư. Khóe miệng Khổng Huy khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nham hiểm, hiển nhiên đang nghĩ cách để đối phó với Chu Dương. Nếu thực lực không đủ để đánh bại hắn, vậy thì chúng ta sẽ tìm cách khác, không phải hắn muốn mở chi nhánh ở thành phố Liễu sao? Hôm nay, chi nhánh đó sẽ khai trương, tôi muốn cho hắn biết, ở thành phố Liễu này ai mới là người có quyền định đoạt. Trần Thiên Hạo, cậu qua đây. Khổng Huy nhìn Trần Thiên Hạo, khoát tay, rồi thì thầm vào tai hắn. Sắc mặt Trần Thiên Hạo đỏ bừng lên, vô cùng khó xử. Sao thế, cậu không đồng ý à? Khổng Huy nhìn hắn, sắc mặt lập tức tối sầm lại, lạnh lùng hỏi. Hàm ý đe dọa trong đó, không cần nói cũng biết. Không, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, anh Huy, anh yên tâm đi. Trần Thiên Hạo run rẩy, sau đó lập tức đáp lại. Ha ha, làm tốt lắm, sau khi xong việc, tôi sẽ thưởng cho cậu. Sắc mặt Khổng Huy trở nên tốt hơn, thấy Trần Thiên Hạo đồng ý, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Khổng Huy rất tin tưởng vào kế hoạch của mình, đúng, Chu Dương là người không tầm thường, rất lợi hại, nhưng xung quanh nhiều người như vậy, không thể có chuyện ai ai cũng giống anh, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Huống hồ, buổi lễ khai trương sáng nay cũng cực kỳ quan trọng. Hôm nay thành phố Liễu cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là phố đi bộ bên bờ sông rất ồn ào đông đúc. Tin tức hôm nay công ty Danh Dương sẽ mở chi nhánh ở thành phố Liễu sớm đã lan truyền khắp thành phố. Công việc tuyên truyền cũng thực hiện trong thời gian khá dài, cộng thêm, hoạt động đêm Giáng sinh hôm qua, có thể nói, tin tức khai trương chi nhánh thành phố Liễu ai ai cũng biết. Cửa hàng thành phố Liễu. Sáng sớm, công việc của nhân viên đã rất bận rộn. Những nhân viên này, hầu hết đều là nhân viên thời vụ, một số bộ phận là người của Vương Vĩ và Diệp Phương đưa tới. Đêm qua, những nhân viên này làm thêm giờ, kệ hàng được bày ra khắp nơi. Cửa hàng 200-300 m² gần như chất đầy những kệ hàng bán đồ mỹ phẩm. Lúc này, cửa chính của chi nhánh đã được mở, hai bên cửa treo đèn lồng đỏ, không khí ồn ào náo nhiệt. Trước cửa, mọi người đứng rất đông, tò mò suy đoán tình hình bên trong cửa hàng. Mặc dù chi nhánh thành phố Liễu không sang trọng bằng cửa hàng trụ sở ở Trường Sa, nhưng bố cục trang trí cũng không hề thua kém, tất cả các cửa tiệm ở đây đều theo phong cách đẳng cấp số 1, tất nhiên sẽ khiến không ít người trầm trồ thán phục. Đúng là không tệ. Đúng vậy, cửa hàng 200-300 m², chỉ riêng tiền thuê, một năm đã tốn đến mấy triệu tệ, thật là giàu có. Ha ha, anh cũng không xem đây thương hiệu gì à, ở thành phố Đông Hải sản phẩm của công ty Danh Dương đều bán cháy hàng, trước mắt ở tỉnh Tương Tây chỉ có cửa hàng trụ sở ở Trường Sa và cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu này thôi đấy. Tôi đã từng đến cửa hàng trụ sở ở Trường Sa, đó mới thật sự xa hoa lộng lẫy, ở đây vẫn kém hơn một chút. Có điều vậy cũng đủ rồi, suy cho cùng thành phố Liễu cũng không phồn hoa như Trường Sa. Khi nào thì bắt đầu, không phải nói 10 giờ sao? Bây giờ đã 9 rưỡi rồi, sao không thấy động tĩnh gì hết vậy? Không biết, cứ chờ xem. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến 10 giờ sáng. Chính vì buổi lễ khai trương hôm nay khá quan trọng nên mấy người Vương Vĩ và Diệp Phương đã tìm một người dẫn chương trình có kinh nghiệm dày dặn. Hơn nữa người này còn là người dẫn chương trình rất nổi tiếng ở thành phố Liễu. Do đó, khi người dẫn chương trình xuất hiện đã khiến mọi người xung quanh hết sức kích động, kinh ngạc hò hét. Trời ơi, hóa ra là Lý Lan Lan, cô ấy là người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố Liễu, vậy mà họ lại có thể mời được cô ấy đến đây. À, Lý Lan Lan, tôi yêu bạn. Trước giờ tôi luôn muốn xem ở ngoài đời Lý Lan Lan trông như thế nào,
hôm nay cuối cùng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Bên ngoài cô ấy còn đẹp hơn cả trên TV, đúng là không ngờ được. Chuyến này đến đây, thật sự vô cùng đáng giá. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lý Lan Lan, thời gian gần đây, tại tỉnh Tương Tây, có một công ty mỹ phẩm rất nổi tiếng, đã được nhiều người biết đến trong thời gian ngắn. Lý Lan Lan là người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố Liễu, gần 30 tuổi, đoan trang lễ độ, không chỉ có diện mạo xinh đẹp, là người tình trong mộng của nhiều người ở đây, mà còn là người mà bao cô gái sung bái tôn thờ. Để mời cô ấy đến dẫn chương trình trong buổi lễ khai trương lần này, đám người Vương Vĩ và Diệp Phương tốn không ít sức lực, số tiền bỏ ra cũng không nhỏ, lên đến 300.000 tệ. Số tiền này tương đương với việc mời minh tinh hạng 2 đến biểu diễn thương nghiệp, ở thành phố Liễu thì đúng là không hề thấp. Chưa nói đến, ngoại trừ tiền thù lao, đám người Vương Vĩ và Diệp Phương còn tốn không ít công sức, tìm các mối quan hệ để tặng quà cho Lý Lan Lan. Nếu không thì, một người dẫn chương trình của đài truyền hình như Lý Lan Lan, căn bản sẽ không đến dẫn chương trình cho buổi lễ khai trương ở thành phố Liễu. Quả nhiên, Lý Lan Lan vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở hiện trường, bầu không khí như bùng nổ, tiếng hoan hô gào thét không dứt. Lý Lan Lan đứng trên sân khấu cũng cảm thấy kích động. Người dẫn chương trình ở đài truyền hình đương nhiên sẽ được nhiều người xem trọng. Nhưng cô cũng không ngờ, mình lại được mời tới để dẫn chương trình cho buổi lễ khai trương chi nhánh của công ty danh dương ở thành phố Liễu. Vốn dĩ cô ấy cũng không muốn làm, nhưng sau khi đối phương đưa ra mức thù lao 300.000 tệ, cộng thêm những lời khuyên bảo của lãnh đạo, cô mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy vui sướng và bất ngờ là biết tin nhóm nhạc Rocket Girl cũng sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lên biểu diễn trong buổi lễ khai trương này, khiến cô nhất thời vui mừng khôn xiết. Rocket Girl là nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng khắp cả nước, số lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo. Vừa hay, Lý Lan Lan cũng là fan hâm mộ của các cô gái Rocket Girl, hơn nữa cô còn là hội trưởng của nhóm fan hâm mộ tiếp ứng idol ở thành phố Liễu. Cho nên giờ phút này, tâm trạng Lý Lan Lan hết sức kích động, cô hận không thể tuyên bố nhóm nhạc Rocket Girl sẽ lên sân khấu biểu diễn ngay lập tức. Nhưng buổi lễ khai trương đều có quy định về trình tự tiến hành, cô ấy bắt buộc phải thực hiện theo đúng nội dung chương trình. Cuối cùng, các thủ tục căn bản nhất cũng đã thực hiện xong, bao gồm cắt băng đỏ, lãnh đạo lên phát biểu, tiếp theo tiết mục được mong đợi nhất sẽ xuất hiện. Chương 530, Rocket Girl lên sân khấu. Thưa các bạn, sau đây, chúng tôi xin mời nhóm Rocket Girl, sẽ đem đến cho chúng ta một màn biểu diễn đặc sắc. Lý Lan Lan phấn khích dẫn chương trình. Nhưng ngay sau đó, cô lại sững sờ tại chỗ. Bởi vì, trong tưởng tượng của Lý Lan Lan, sau khi cô nói xong câu này thì khán giả bên dưới sẽ điên cuồng hò hét gọi tên Rocket Girl. Nhưng dưới sân khấu lúc này thời gian giống như bị dừng lại, yên tĩnh không một tiếng động. Lý Lan Lan mở to mắt ngạc nhiên, khi cô nhìn xuống sân khấu, miệng lập tức không thể khép lại, vẻ mặt kinh ngạc. Khán giả bên dưới, vào giờ phút này, tất cả đều đờ đẫn nhìn Lý Lan Lan đứng trên sân khấu, gần như mỗi người đều mang dáng vẻ mơ hồ, không thể tin nổi. Giống như những lời nói vừa nãy của Lý Lan Lan, họ căn bản không hề nghe thấy. Không phải chứ, tai của tôi không có nghe nhầm đâu vậy. Tôi cũng cảm thấy, hình như tôi đã nghe thấy mấy chữ Rocket Girl đúng không? Tôi cũng vậy, không phải sự thật chứ. Đây chỉ là lễ khai trương, có thể mời được Rocket Girl sao? Nhưng Lý Lan Lan đã nói vậy, cô ấy sẽ không lừa chúng ta đâu. Chẳng lẽ có nhóm nhạc nào đó cùng tên? Nếu vậy thì cũng thật sự không biết xấu hổ, mượn tên tuổi của Rocket Girl, đây không phải là lừa gạt fan hâm mộ sao? Đột nhiên, phía dưới sân khấu có tiếng nói đầy nghi ngờ của một khán giả, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người thắc mắc chất vấn. Dẫu sao, nhìn thế nào thì buổi lễ khai trương chi nhánh ở thành phố Liễu, quy mô cũng không được xem là lớn. Mà Rocket Girl là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng khắp cả nước. Các cô ấy mà tham gia vào buổi lễ khai trương như vậy thì hình như là không phù hợp lắm với độ nổi tiếng hiện giờ. Mọi người, đây là thật, đúng là Rocket Girl, chính là ba cô gái mà mọi người nghĩ đến, không phải là giả đâu. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được chào đón Rocket Girl. Lý Lan Lan nhìn thấy phản ứng của khán giả, lúc này mới hiểu rõ, cô khẽ mỉm cười giải thích sự hiểu lầm. Sau khi nói xong, cô đứng qua một bên, nhường lại sân khấu cho Rocket Girl. Ba cô gái cười tươi, nhanh chóng bước lên sân khấu. Khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, khán giả ở dưới ngay lập tức bùng nổ, tiếng la hét cổ vũ chói tai. Trời ơi,
thật sự là Rocket Girl. Chuyện này thật sự không thể tin được, các cô ấy sao có thể đến đây, tại sao chúng ta không biết một chút thông tin nào hết vậy? Đúng vậy, công ty danh dương này giấu giếm thông tin cũng quá cẩn thận rồi. Tô Hiểu Manh, tôi yêu bạn. Triệu Uyển Dung, tôi thích bạn. Trương Điềm Điềm, tôi thích bạn. Tôi sắp điên rồi, kích động quá đi, không được, tôi phải gọi điện thoại cho bạn bè để khoe mới được, khiến bọn họ phải hối hận khi không đến đây, ha ha ha, quá kích thích rồi. Nhanh lên, trên phố đi bộ, Rocket Girl đang ở đấy, không đến nhanh, các cô ấy sắp đi rồi, vẫn không tin ư. Vậy tôi lập tức đăng hai tấm hình cho cô xem. Những khán giả bên dưới sân khấu giống như phát điên, dốc hết sức điên cuồng gào thét, thậm chí có người còn muốn xông lên sân khấu. Nếu không phải Chu Dương sớm đã chuẩn bị, để cho Ngưu Xuyên dẫn thêm mấy người nữa bảo vệ xung quanh sân khấu, e là thật sự sẽ bị một số người nhân cơ hội này tiếp cận với ba cô gái. Sự xuất hiện của Rocket Girl không chỉ khiến khán giả ở hiện trường điên cuồng, mà ngay cả những người ở không xa khu vực này, cũng nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt mà ùa tới, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng. Chẳng mấy chốc, thông tin Rocket Girl xuất hiện ở thành phố Liễu, còn đang biểu diễn tại một chi nhánh cửa hàng mỹ phẩm, đã lan truyền khắp thành phố, cả tỉnh Tương Tây, thậm chí cũng đã lên cả hot search. Chỉ trong chốc lát, fan hâm mộ trong nước đều đã biết thông tin này. Thành phố Liễu. Trong một tiệm cà phê. Có hai người đẹp ban đầu chỉ uống cà phê, bất thình lình đứng bật dậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, làm nghiêng ly cà phê bên cạnh, khiến cà phê đổ khắp mặt bàn. Ôi trời ơi, Rocket Girl đến thành phố Liễu là thật đó. Tiểu Tuệ, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất, lỡ như Rocket Girl rời đi, vậy thì sẽ hối hận chết mất. Đến khi hai người đẹp này rời đi khá lâu, thì bên trong tiệm cà phê đột nhiên phát ra một trận gào thét đầy kinh ngạc. Theo sau đó gần như tất cả mọi người đều rời khỏi tiệm, ngay cả chủ tiệm cà phê cũng lập tức đóng cửa, cầm theo điện thoại, nhanh chóng đi đến địa điểm đã nhìn thấy ở trên mạng xã hội. Trong một quán karaoke, trên dãy ghế dài, sinh viên có cả nam lẫn nữ đang ca hát vô cùng thỏa thích, trùng hợp thay bài mà họ hát chính là ca khúc nổi tiếng của Rocket Girl. Trong lúc đó, có một cô gái vui sướng lập tức đứng dậy, giơ điện thoại lên, hưng phấn hét to. Rocket Girl đến thành phố Liễu của chúng ta rồi, mọi người xem đi, đây là Tiểu Tuệ vừa mới gửi thông tin cho tôi, nói chúng ta mau đến đó. Cô bạn cùng lớp vừa nói xong thì mấy người bạn khác đã nhanh chóng xuống lại xem. Cái gì, thật hay giả vậy? Trời ơi, là thật đó, Rocket Girl thật sự xuất hiện ở thành phố Liễu, hơn nữa còn đến đây để biểu diễn. Còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi, nếu không, Rocket Girl mà rời khỏi thành phố Liễu, đến lúc đó dù hối hận cũng không kịp nữa. Tình cảnh như vậy xảy ra ở rất nhiều nơi. Không chỉ là thành phố Liễu, thậm chí cả Trường Sa, Tương Đàm bên cạnh thành phố Liễu cũng diễn ra không ít những tình huống tương tự. Lúc này, ở trên mạng lại là cảnh tranh cãi hỗn loạn. Cái gì, idol của chúng ta sao lại có thể đến thành phố Liễu đó chứ? Đúng vậy, hơn nữa còn biểu diễn thương nghiệp ở cửa hàng thấp kém như vậy, lẽ nào bọn họ đang thiếu tiền sao? Tôi bằng lòng chi ra 1.000 tệ, để các cô ấy không cần biểu diễn ở những chỗ như vậy nữa. Ha ha, bình luận phía dưới, 1.000 tệ, bạn tự giữ lại xài đi, 1.000 thì làm được gì chứ? Tôi tình nguyện làm vậy không được sao? Thành phố Liễu thì sao, tôi thấy thành phố Liễu rất tốt mà. Nơi này cũng xem như là khá nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây đó. Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến, cửa hàng mời ba cô gái Rocket Girl đến biểu diễn thương nghiệp là cửa hàng nào sao? Công ty danh dương, cái tên này sao nghe quen vậy? Nói thừa, trước đây có mặt nạ trắng da chống lão hóa, còn gần đây nhất là dòng sữa giữa mặt Tân Chu, tất cả những sản phẩm đó không phải đều là của công ty này sao? Ôi trời, thật sao, công ty danh dương thế mà là một công ty lớn? Không được rồi, tôi muốn đi thành phố Liễu, tôi muốn đi cổ vũ cho ba cô gái nhỏ của tôi. Cho tôi đi với, tôi cũng muốn đi. Càng ngày càng nhiều người đi đến chi nhánh cửa hàng nằm ở phố đi bộ của thành phố Liễu. Sau khi nhóm Rocket Girl biểu diễn xong một ca khúc cùng với vũ đạo, khán giả ở dưới sân khấu đã dần dần tiến sát lại, họ gần như vây quanh sân khấu, ngay cả một con kiến cũng không chui qua được. Sự nhiệt tình của khán giả vào lúc này khiến Ngưu Xuyên và mấy người bảo vệ cũng cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Nếu như người đông đúc hơn thì cho dù là bọn họ, cũng sợ là khó tránh được xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Càng không cần nói,
nếu như trong đám đông có người tâm địa độc ác, thì lại càng nguy hiểm. Chi nhánh thành phố Liễu, bên trong khu vực văn phòng ở tầng 2, Chu Dương đứng bên cửa sổ lớn, nhìn Rocket Girl đang biểu diễn trên sân khấu, mỉm cười gật đầu. Anh vô cùng tin tưởng vào thực lực của ba cô gái, cũng cho rằng các cô ấy có thể thực hiện vô cùng xuất sắc màn biểu diễn thương nghiệp lần này. Nhưng khi ánh mắt Chu Dương nhìn xuống khán giả bên dưới sân khấu, chân mày hơi nhíu lại. Khán giả đông quá rồi, thật sự khiến anh hơi bất ngờ. Chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu lại nằm trên con phố đi bộ sầm uất như vậy, người đến người đi tấp nập, rất dễ nảy sinh vấn đề. Không được, phải nhắc nhở họ, chú ý một chút. Chương 531, lo lắng. Rocket Girl xuất hiện ở thành phố Liễu, hơn nữa còn đang tổ chức biểu diễn thương mại, và lại tin tức họ đang biểu diễn không lâu sau đã lên bảng từ khóa tìm kiếm nổi bật, chỉ mấy phút đã tạo nên một làn sóng. Cùng lúc đó, ở thành phố Liễu và các thành phố lân cận, cũng có rất nhiều fan của Rocket Girl mừng như điên chạy tới thành phố Liễu. Dù gì nơi như tỉnh Tương Tây này, Rocket Girl có lẽ vài năm cũng chẳng đến được mấy lần. Rocket Girl vừa mới kết thúc buổi lưu diễn ở tỉnh Tương Tây, mấy năm sau e là sẽ hiếm khi để mắt tới tỉnh Tương Tây. Nên buổi biểu diễn thương mại này, rất có thể chính là lần cuối cùng Rocket Girl xuất hiện ở tỉnh Tương Tây. Cơ hội cực tốt thế này sao có thể bỏ lỡ được chứ? Trời ạ, đúng là Rocket Girl, không uổng công tôi đến. Tôi hiểu manh, anh yêu em, bạn cùng phòng anh bị bệnh liệt giường, đang hấp hối, cậu ấy nói chỉ cần em có thể hôn anh một cái, cậu ấy chết cũng không hối tiếc. Cút, mặt dày, đấy là bạn cùng phòng của tôi. À, tôi mặc kệ, tôi yêu ba bé chết mất. Hai, đúng là trẻ trung, năng động. Dưới sân khấu, khán giả xem ngày càng nhiều, thậm chí sắp chắn hết cả phố đi bộ. Đồn công an gần đó còn cử cả cảnh sát ra để duy trì trật tự. Ba thành viên của Rocket Girl đang biểu diễn nhiệt tình trên sân khấu, cũng vô cùng vui vẻ với việc ngày càng nhiều khán giả dưới sân khấu. Đây đều là fan của họ. Hát hết bài, ba thành viên của Rocket Girl lùi về cánh gà, nghỉ ngơi một lát, dù sao đã biểu diễn ba bài vừa nhảy vừa hát liên tục, với họ mà nói, đúng là tiêu hao không ít thể lực. Còn sân khấu cũng nhanh chóng được Lý Lan Lan tiếp quản. Trong cánh gà, ba thành viên vừa vào đã bị chị Dương kéo ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi một lúc, uống chút nước, nhuận họng. Dù sao họ vẫn là ca sĩ, sự quan trọng của cổ họng không cần nói cũng hiểu, hầu như sau mỗi lần biểu diễn đều sẽ phải chăm sóc. Phù, nhiệt tình quá, không ngờ hôm nay lại có nhiều người vậy. Tô Hiểu Manh là một cô gái không được tinh ý lắm, đầu óc khá đơn giản, thấy hôm nay nhiều người vậy cực kỳ vui vẻ. Dù gì, họ cũng đến để hỗ trợ tuyên truyền cho chi nhánh ở thành phố Liễu, mà chi nhánh thành phố Liễu lại là của anh Chu Dương. Như vậy, có nghĩa là họ tuyên truyền giúp anh Chu Dương, đương nhiên hiệu quả càng lớn càng tốt. Nhưng mà nhiều người thế này sẽ không có vấn đề gì thật chứ. Triệu Uyển Dung là một cô gái suy nghĩ hơi nhiều, nghe được lời Tô Hiểu Manh nói, cô ấy lại hơi cau mày, có chút ngập ngừng. Dù sao tình hình dưới khán đài lúc nãy, họ cũng đã thấy, người đông nghìn nghịt, đưa mắt nhìn. Ngoài người ra vẫn chỉ có người. Thậm chí, giọng của ba người họ cộng thêm hiệu ứng âm thanh sân khấu mà cũng không át được tiếng gào thét và hoan hô dưới khán đài. Đúng là có chút vấn đề, người nhiều quá, một khi có chuyện bất trắc, hậu quả khó lường. Sắc mặt chị Dương thoáng cái cũng trở nên nghiêm túc, mắt lóe lên, có vẻ như đang như gì đó. Vẫn ổn chứ? Đúng lúc này, Chu Dương bước vào, nhìn ba thành viên rồi mỉm cười. Với việc Rocket Girl đến giúp đỡ, anh ấy đương nhiên rất vui, cũng vô cùng cảm kích. Hơn nữa, hiệu quả hôm nay cũng cực kỳ tuyệt vời, e rằng một thời gian dài sau này, chi nhánh thành phố Liễu sẽ rất đắt khách, khách hàng nườm nượp. Thậm chí, có thể sẽ có khách hàng không ở thành phố Liễu, chạy cả quãng đường xa đến chỉ vì xem thử chỗ này, tiện thể mua chút đồ trang điểm. Chu Tổng, động tĩnh bên này hơi lớn quá, bên ngoài nhiều người thế sẽ không có chuyện gì chứ. Thấy Chu Dương. Chị Dương ngập ngừng một lúc, vẫn chậm rãi nói ra nỗi lo của Triệu Uyển Dung lúc này. Nhưng đây là địa bàn của Chu Dương, họ chỉ đến để biểu diễn thương mại, quyền lựa chọn của một vài việc không ở trong tay họ. Thậm chí, nếu gặp phải chủ nhân cao ngạo, có thể sẽ vì một câu nói này của chị Dương mà chút giận vào họ. Tôi đến đây vì việc này, giờ khán giả bên ngoài ngày càng nhiều, hơn nữa các chị đến đây biểu diễn thương mại, cũng lên bảng từ khóa tìm kiếm nổi bật, hầu như fan cả nước đều biết. Ngoài thành phố Liễu liên tục có người đến ra, thì mấy thành phố lân cận cũng không ngừng có người đến.
Chu Dương gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng, sự an toàn của các em vẫn không cần phải lo, anh đã bảo Xuyên Tử, dẫn một số người canh gác quanh sân khấu rồi, sẽ không để người khác lao lên sân khấu. Với lại, anh cũng đã liên hệ với cục cảnh sát gần đây, đề phòng cẩn thận rồi. Nhưng để phòng trường hợp ngoài ý muốn, các em vẫn nên cẩn thận chút, một khi có chuyện không ổn phải lao về cánh gà ngay, anh ở ngay đây. Mấy câu cuối Chu Dương nói với ba cô gái. Mặc dù, công tác bảo đảm an ninh quanh sân khấu anh đã làm hết mức có thể. Không chỉ bảo Ngưu Xuyên dẫn một loạt bảo vệ của Dương ra đến để đề phòng, vừa nãy anh còn liên hệ với cục cảnh sát phụ cận, báo cáo, để họ cử người đến duy trì trật tự. Như vậy, về cơ bản sẽ không có bất ngờ và sự kiện mang tính tập thể gì xảy ra. Hơn nữa, có Xuyên Tử và đội bảo vệ Trương gia, dù một số người có ý xấu, cũng không tạo được nguy hiểm với ba cô gái. Yên tâm đi, anh Chu Dương, bọn em chắc chắn sẽ cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Hiểu Manh cười đứng dậy, đến trước mặt Chu Dương, giơ tay ra khoác cánh tay Chu Dương, trên mặt là đôi má lúm đồng tiền, xinh đẹp vô ngần. Cùng lúc đó, ở một quán trà sữa gần chi nhánh thành phố Liễu, có mấy người đàn ông ngồi bên trong, liên tục nhìn về phía sân khấu trước cửa chi nhánh thành phố Liễu. Vẫn chưa xuất hiện, tiểu thư vẫn chưa xuất hiện. Tiểu thư có thân phận gì chứ, sao có thể xuất hiện ở chỗ thế này được? Nhưng nhị gia bảo chúng ta canh cẩn thận, một khi tiểu thư xuất hiện là phải dẫn cô ấy đi ngay. Chỉ có điều, Chu Dương kia, còn cả vệ sĩ của hắn, không dễ đối phó. Sợ gì, lần này có Giang thiếu gia ở đây, còn phải sợ họ chắc. Không sai, Giang thiếu gia là người nhị gia coi trọng nhất, hơn nữa lúc trước cũng học được nhiều thứ ở chỗ Khổng đại sư, giờ ai là đối thủ của cậu ấy chứ? Ha ha, đúng, sau này chúng ta vẫn phải đi theo Giang thiếu gia sẽ chiếu cố chúng ta. Đương nhiên, không nhìn xem Giang thiếu gia có thân phận gì, bọn mày không nhìn thấy bao nhiêu người đẹp xung quanh đều nhìn Giang thiếu gia với ánh mắt yêu thích à? Tao dám khẳng định, chỉ cần Giang thiếu gia ngoắc nhẹ đầu ngón tay là họ sẽ lao đến liên tục. Nhíu người trẻ tuổi rời mắt khỏi sân khấu, sau đó ánh mắt rơi xuống người một chàng trai trẻ tuổi vẫn luôn yên lặng giữa đám đông. Chàng trai trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, da rẻ hơi ngả màu đồng, trông cực kỳ đẹp trai. Lại thêm thân hình cân cân đối, mùa đông, ngày Giáng sinh, trời lạnh thế này mà vẫn mặc bộ đồ mỏng manh, trông cũng không có vấn đề gì, càng khiến người khác ấn tượng. Thậm chí, lúc này hắn chỉ ngồi ở đó, không nói câu gì, thì xung quanh quán trà sữa cũng có rất nhiều nữ sinh liên tục nhìn hắn với ánh mắt yêu thích và tò mò. Chương 532, quyết định của Giang Yến. Không cần nhiều lời, quan sát cho kỹ, nếu như Yến Nhi xuất hiện mà mấy người không phát hiện được, vậy thì chuẩn bị quay về chịu phạt đi. Thế nhưng, đối mặt với đám đông, cả những ánh mắt dò xét xung quanh, chàng trai trẻ dường như không hề bị tác động, sắc mặt bình tĩnh, hai tay chống lên mặt bàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Không ai chú ý, lúc này trong mắt hắn xuất hiện cơn tức giận mờ nhạt. Anh đẹp trai này, có thể thêm WeChat, lưu lại thông tin liên lạc không? Ngay lúc ấy, cuối cùng cũng có một cô gái không chờ đợi được, bước chân nhẹ nhàng, chậm chậm tiến đến, mỉm cười nói. Cô gái này tuy không thuộc loại xinh đẹp bậc nhất, nhưng gương mặt lại vô cùng quyến rũ, lông mày lá liễu, mắt phượng hoàng, khuôn mặt trang điểm tinh tế, lại còn mặc toàn đồ hiệu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là một phú bà. Hơn nữa lại còn là một phú bà trẻ tuổi. Người như vậy, nếu không phải trong nhà cô ta có tiền, là tiểu thư nhà giàu, thì chính là một tình nhân được bao nuôi, cảm thấy cô đơn trống vắng, muốn tìm trai trẻ. Khi nhìn thấy cô gái này là người đầu tiên tiếp cận, không ít cô gái xung quanh đều thầm dậm chân thở dài. Một cô gái trẻ trung, vừa có tiền vừa xinh đẹp, lại chủ động như vậy, gần như chẳng có người đàn ông nào có thể từ chối. Các cô gái đều cho là anh chàng đẹp trai này sẽ đồng ý. Tuy nhiên, có không ít chàng trai đi cùng bạn gái trên mặt tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn dùng ánh mắt tràn ngập thù địch nhìn Giang thiếu gia. Đều là đàn ông, tại sao anh ta có thể thu hút sự chú ý của một cô gái xinh đẹp giàu có như vậy, mà bọn họ lại không thể? Mấy tên đàn em của Giang thiếu gia cũng liên tục nháy mắt với hắn, trên mặt đầy vẻ hóng hớt. Thế nào, cậu em đẹp trai không tiện sao? Hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, cùng thảo luận về lý tưởng cuộc sống? Yên tâm đi, chị đây nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Cô gái xinh đẹp thấy Giang thiếu gia không phản ứng, còn cho rằng hắn không nghe rõ những gì mình vừa nói, cô ta nhướng mày, nói thêm một câu. Cút!
Thế nhưng, giây tiếp theo, một chữ cút phát ra từ miệng Giang thiếu gia, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Không chỉ mấy tên đàn em xung quanh, ngay cả những cô gái khác trong quán trà sữa cũng sững sờ, còn vài người đàn ông kia đều không thốt lên lời, trong lòng càng khâm phục Giang thiếu gia. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí muốn lớn tiếng nói với Giang thiếu gia một câu ngầu. Bầu không khí ngột ngạt, quán trà sữa khi nãy còn có vài tiếng động nhẹ, lúc này vô cùng yên tĩnh. Ngay cả mấy nhân viên đang bận rộn cũng nhìn Giang thiếu gia một cách khó hiểu. Một người phụ nữ xinh đẹp giàu có gần như là hoàn mỹ như vậy, chủ động xin thông tin liên hệ, thậm chí đã nói thẳng ra muốn tìm một nơi yên tĩnh, bàn luận lý tưởng sống. Đổi lại là bất cứ người đàn ông bình thường nào, sợ là đã hiểu rõ ý của người phụ nữ này, lại càng vui vẻ mà đi cùng. Thế nhưng người đàn ông này, không hề lay động. Vậy mà lại nói cút. Nghe xem, đây là lời nói của con người sao? Đây còn được xem là đàn ông à? Được một phú bà bắt chuyện lại không mảy may động lòng, quả thật là làm mất mặt đàn ông. Chuyện tốt như vậy, tại sao không rơi xuống người anh ta mà không phải là tôi? Giờ phút này, tất cả đàn ông trong quán trà sữa đều có ý nghĩ như vậy. Thậm chí, ánh mắt họ nhìn cô gái xinh đẹp này đều biến thành háo hức mong đợi. Cậu! Một chữ cút nói ra, sắc mặt của cô gái xinh đẹp liền thay đổi, giận dữ nhìn Giang thiếu gia, thậm chí hai mắt tựa như mang theo lửa giận đến mức có thể thiêu chết hắn. Hừ, một thằng đàn ông thiếu phong độ. Tuy nhiên quán trà sữa dù sao cũng là nơi công cộng, bên trong còn có rất nhiều người, một người phụ nữ như cô ta, trong trường hợp này, nếu như bắt chuyện thành công, cũng chỉ coi như gặp dịp chơi bời một lúc. Nhưng bây giờ cô ta là một người phụ nữ, hơn nữa mọi điều kiện gần như hoàn mỹ, chủ động bắt chuyện lại bị từ chối. Nếu như còn muốn ép buộc thì sẽ mất hết thể diện. Sắc mặt cô ta thay đổi mấy lần, ánh mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm Giang thiếu gia, sau đó xoay người, bước trên đôi giày cao gót, tức giận rời khỏi quán trà sữa. Sau khi cô ta rời đi, cũng có mấy người đàn ông diện mạo không tồi rời khỏi quán, đuổi theo cô ta. Chậc chậc, Giang thiếu gia, không nên làm đến mức này chứ. Cô gái đó đẹp như vậy, đúng là hơi đáng tiếc. Phải đó, anh xem, cô ấy vừa đi, liền có người lập tức đuổi theo, xem ra, còn có người biết phân biệt tốt xấu. Ha ha, mấy người đó, đều thô tục quá rồi, Giang thiếu gia là loại người vậy sao? Mấy người nếu muốn thì đuổi theo luôn đi, đừng ở đây nói nhảm, chúng ta đến đây không phải để các người tìm phụ nữ chơi bời. Giang thiếu gia lạnh lùng nói, khôi phục dáng vẻ cao ngạo. Chỉ là ánh mắt nhìn chi nhánh thành phố Liễu trước mặt lại đầy ác ý. Sau khi dặn dò ba cô gái của Rocket Girl một hồi, Chu Dương ra phía sau sân khấu. Mặc dù đã làm không ít biện pháp đề phòng, nhưng anh cũng không thể bảo đảm sẽ không xảy ra sai sót nào. Một khi xảy ra sự cố, anh ở đây, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ một chút, để Ngưu Xuyên và đám bảo vệ của Trương gia có thời gian phản ứng. Chị Dương yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sau một hồi an ủi chị Dương, sự chú ý của Chu Dương lại đổ dồn vào ba cô gái Rocket Girl. Khả năng biểu diễn của ba cô gái vẫn rất tốt, nếu không thì không thể nổi tiếng khắp cả nước trong một thời gian ngắn, được nhiều fan hâm mộ đến vậy. Thời gian dần trôi qua, lễ khai trương bắt đầu lúc 10 giờ, cộng thêm màn biểu diễn, kéo dài gần 40 phút. Bây giờ tiết mục biểu diễn của Rocket Girl đã đến hồi kết, tiếp theo là bài hát cuối cùng. Mặc dù khán giả phía dưới ngày càng đông, thế nhưng sau khi có cảnh sát gia nhập, trật tự cũng trở nên tốt hơn nhiều. Chu Dương. Đúng lúc này, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Diệp Phương, Vương Vĩ, còn cả Giang Yến và chị Linh đồng thời xuất hiện ở sau cánh gà. Sao vậy? Chu Dương nhìn thấy Giang Yến đang đi về phía mình, lập tức hỏi. Anh không biết mấy người này đột nhiên xuất hiện ở đây là muốn làm gì, nhất là Giang Yến. Lúc trước cô ấy khó khăn lắm mới gỡ bỏ nút thắt trong lòng, không thể khiến cô ấy lại rơi vào bế tắc một lần nữa. Vì vậy kế hoạch dự kiến ban đầu, để Giang Yến người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương lên sân khấu đã bị Chu Dương hủy bỏ. Chu Dương, tôi muốn lên sân khấu. Giang Yến đến gần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Dương. Cái gì? Chu Dương kinh ngạc, nhiều hơn là không bằng lòng. Lúc trước anh đã nói rõ với Giang Yến, chị Linh, Thẩm Bích Quân, thậm chí anh còn đặc biệt dặn dò Vương Vĩ. Mục đích chính là không muốn để Giang Yến lên sân khấu, khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Một khi Giang Yến lên sân khấu, ở đây nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người biết đến.
thậm chí, không chỉ tương Tây mà cả nước đều sẽ biết. Hơn nữa, dựa vào năng lực của cư dân mạng, muốn phát hiện ra thân phận của Giang Yến, cũng chỉ trong chốc lát. Tới lúc đó, áp lực mà Giang Yến phải đối mặt sẽ vô cùng lớn. Không chỉ có các gia tộc lớn khác ở tương Tây và cư dân mạng, mà còn cả áp lực từ nội bộ Giang gia. Chương 533, biến động. Trong đó, áp lực trong nội bộ Giang gia khiến Giang Yến khó tiếp nhận nhất. Không được, tôi không thể để cô mạo hiểm như vậy, trước đây không phải đã nói rồi sao? Cô không cần ra mặt. Chu Dương kiên quyết từ chối, căn bản không hề cho Giang Yến cơ hội nói tiếp. Chị Linh, Bích Quân, trước đây tôi nói với mọi người thế nào, chuyện này không cần thiết, tôi cũng không thể để Giang Yến lên sân khấu. Ngay sau đó, Chu Dương nhìn Bích Quân và chị Linh, ánh mắt vô cùng kiên định. Lần này anh thật sự nghiêm túc. Nhưng đây vốn dĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Giang Yến cũng nghiêm túc nói. Chu Dương, tôi biết anh lo lắng tôi sẽ biến thành bộ dạng như trước kia, nhưng anh đã từng nghĩ chưa, tôi không thể nào mãi không lộ mặt, chỉ cần tôi lộ mặt thì sẽ khiến người của Giang gia chú ý đến lúc đó anh sẽ luôn ở bên tôi, khuyên bảo tôi sao. Nếu đến cả lần này tôi cũng không kiên trì nổi, thì sau này, chẳng lẽ tôi cứ lưu lại nỗi ám ảnh trong lòng như vậy? Giang Yến bình tĩnh nói. Cô đã suy nghĩ kỹ, lần này nhất định phải ra mặt, để Giang gia biết được cô thật sự có hợp tác với Chu Dương, không quan tâm đến thân phận đại tiểu thư Giang gia của mình mà đến rất gần với Chu Dương. Chỉ có như vậy, cô mới có thể đi ra khỏi ngõ cụt, sau này cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Nhưng mà, Chu Dương vẫn muốn từ chối. Tuy nhiên Giang Yến lại vô cùng kiên định. Tôi đã quyết định rồi, Chu Dương, anh đừng ngăn cản tôi. Chu Dương chăm chú nhìn Giang Yến, sau đó liếc nhìn chị Linh, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Giang Yến. Nhưng cô nhất định phải giữ bình tĩnh, cho dù chút nữa xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng hoảng loạn, phải lập tức chạy về sau sân khấu, tôi sẽ thương lượng với người của Giang gia. Chu Dương nghiêm túc nói. Giang Yến nói đến mức này rồi, Chu Dương không thể không đồng ý. Với lại, hôm nay Giang gia có xuất hiện hay không còn chưa biết. Cộng thêm những điều Giang Yến nói cũng rất có lý. Do đó Chu Dương cân nhắc kỹ rồi mới đồng ý. Nhưng vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, anh vẫn phải chuẩn bị một chút. Bây giờ thời gian cũng gần đến rồi, bảo Lý Lan Lan làm tốt việc chuẩn bị tiếp theo. Chu Dương khẽ nói, Diệp Phương nhẹ gật đầu, rồi đi đến một góc sân khấu nói thầm gì đó với Lý Lan Lan. Lúc này trong lòng Giang Yến cũng hết sức kiên định, cô vén rèm cửa hậu trường lên. Nhìn màn biểu diễn cuối cùng của Rocket Girl trên sân khấu, sau đó nhìn xuống vô số khán giả bên dưới, hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, trong quán trà sữa đối diện, vốn dĩ vẫn còn vài người nhàn rỗi cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Quả nhiên tiểu thư ở đây, nếu cô ấy đã ra mặt rồi thì dễ làm thôi, hành động đi, nhất định phải dẫn được tiểu thư về nhà, Chu Dương và tên vệ sĩ của hắn cứ giao cho tôi, những người khác các người phụ trách giải quyết, tốc chiến tốc thắng, nghe rõ chưa? Giang Thiếu Gia Gia lập tức đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói, giọng điệu tràn đầy ác ý. Mọi người lập tức rùng mình, nhìn ánh mắt Giang Thiếu Gia cũng thấy hơi kinh ngạc. Bọn họ không biết tại sao ánh mắt Giang Thiếu Gia lại trở nên lạnh lùng như vậy. Vâng, chẳng mấy chốc, một nhóm 9 người rời khỏi quán trà sữa, chạy đến chi nhánh thành phố Liễu. À, anh đẹp trai đi rồi, mau đi theo. Hi hi, xem anh đẹp trai này là người ở đâu. Không chừng sau này còn có thể tình cờ gặp mặt. Con nhỏ lẳng lơ, sao vừa nãy cô không chủ động như vậy? Vừa nãy nhiều người quá, không phải là ngại sao? Đám người Giang Thiếu Gia vừa rời đi, mười mấy cô gái cũng lập tức ra khỏi quán trà sữa, trong nháy mắt, quán trà sữa vốn đầy khách đã trở nên trống rỗng. Mấy nhân viên nhìn quán trống rỗng đột nhiên ngẩn người tại chỗ. Trên sân khấu, màn múa hát cuối cùng của nhóm Rocket Girl vừa kết thúc, đang tạm biệt khán giả. Dù sao cũng có thể nói đây là lần cuối cùng công khai biểu diễn của họ ở tương Tây, trong tương lai rất lâu nữa sẽ không có khả năng đến đây, ít nhất là sẽ không dùng thân phận công khai đến tương Tây. Vì vậy lần này, nhiệt tình tạm biệt fan hâm mộ ở dưới sân khấu cũng là hợp lý. Lý Lan Lan không hổ là người dẫn chương trình ưu tú. Sau khi phần biểu diễn của Rocket Girl kết thúc, cô ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề và sự chú ý của khán giả. Ở sau cánh gà. Ba cô gái vui vẻ xuống sân khấu, còn Giang Yến cũng đứng ở bên cạnh, chuẩn bị lên. Hi hi, chị Giang Yến cố lên. Tô Hiểu Manh đi đến bên cạnh Giang Yến, cười cổ vũ Giang Yến.
tôi sẽ cố gắng. Giang Yến cũng mỉm cười đáp lại. Lúc này, Lý Lan Lan vừa nhắc đến người đại diện hình ảnh, Giang Yến khẽ ngẩng đầu cười, cô biết bản thân sắp lên sân khấu. Ra tay. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra biến cố. Bên cạnh sân khấu, cách cánh gà không xa, đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm rốt cuộc là ai đã nói lớn giọng như vậy. Chu Dương hết sức căng thẳng, cảnh giác nhìn bốn phía. Âm thanh này tuyệt đối không phải là kiểu người bình thường có thể phát ra. Hiện trường nhiều người như vậy, bầu không khí lại rất ồn ào, ngay cả người dẫn chương trình Lý Lan Lan cầm micro cũng không thể phát ra âm thanh lớn như vậy. Đột nhiên, Chu Dương nhìn thấy có vài người đang không ngừng chen lấn đến chỗ mình, mà người xung quanh họ dường như không hề phát hiện. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã có 8 người lao đến, chỉ còn cách Chu Dương một bước chân. Cẩn thận! Đây là cao thủ! Đối phương vừa xuất hiện, Chu Dương đã cực kỳ căng thẳng, trong lòng hết sức cảnh giác. Nhìn ra hành động của 8 người này, có thể nhanh chóng xông lên trước đám người, mà trên đường, xung quanh chẳng ai phát hiện ra. Riêng chỉ có điểm này đã không phải là điều người bình thường có thể làm được. Ít nhất thì mười mấy người bảo vệ anh mượn từ Trương gia không làm được điều này. Mà lần này đối phương đến đây, mục tiêu là ai cũng khiến Chu Dương nghi ngờ. Là Rocket Girl? Hay là Giang Yến? Nhưng trước đây anh cũng từng gây loạn ở Giang gia, trong Giang gia chắc không có bảo vệ nào lợi hại như vậy mới đúng. Sao có thể thu hút được người có thực lực lợi hại trong một thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đối phương, rõ ràng là huấn luyện rất nghiêm khắc, phối hợp vô cùng ăn ý. 8 người chỉ cách anh một bước ngắn, nhưng lại không ngay lập tức xông đến, mà xếp thành vòng bao vây Chu Dương, Giang Yến và ba cô gái Rocket Girl. Có thể nói, chỉ cần đối phương khẽ động là có thể đồng thời tạo thành sự uy hiếp đối với Chu Dương, Giang Yến và Rocket Girl. Các người là ai? Chu Dương trầm giọng nói. Anh biết có thể đối phương sẽ không nói, nhưng vào lúc này, anh nhất định phải bình tĩnh. Đối phương chọn thời cơ rất tốt, hơn nữa mục tiêu cũng vô cùng chính xác. Nhiều người như vậy, một khi có tranh chấp nhất định sẽ khiến một số nhân viên bị thương. Mà Ngưu Xuyên và đám bảo vệ của Trương gia, lúc này đang canh gác ở xung quanh sân khấu, trong thời gian ngắn cũng rất khó chạy tới đây. Ha ha, chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi phải dẫn đại tiểu thư đi. Chương 534, giao đấu. Một giọng nói lãnh đạm từ bên cạnh Chu Dương truyền tới. Đây không phải giọng của 8 người đó. Chỉ trong chốc lát, Chu Dương cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trái tim run rẩy. Ngoài 8 người này, vậy mà vẫn còn một người nữa. Hơn nữa, người này bất thình lình đến đây, mà Chu Dương lại hoàn toàn không phát hiện ra. Đây mới là cao thủ thực sự. Trong tiềm thức của Chu Dương, từ trước đến nay, chỉ có Ngưu Xuyên mới có thể đạt đến trình độ này. Chu Dương quay đầu nhìn lại, đôi mắt lập tức nhíu chặt. Anh nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, vô cùng anh Tuấn đang chậm rãi bước về phía mình. Hơn nữa đám người ở trước mặt, lại vô thức bị hắn gạt sang một bên. Chu Dương quan sát cảnh tượng trước mặt, trong lòng nhất thời hồi hộp. Chu Dương không hề hay biết, người đàn ông này làm thế nào gạt được người bên cạnh sang một bên. Mà không bị ai phát hiện ra. Hắn từng bước tới gần, ánh mắt chỉ lướt qua người Chu Dương, sau đó nhìn thẳng về phía Giang Yến. Đại tiểu thư, bố muốn cô trở về. Giang thiếu gia khẽ cười nói, giọng điệu hiền lành, thậm chí còn hơi ấm áp. Tốt hơn nhiều so với giọng điệu khi nói chuyện với Chu Dương. Đây là việc của riêng tôi, không cần ông ấy nhúng tay vào, các anh quay trở về đi. Giang Yến nhìn thấy Giang thiếu gia ra. Khẽ nhíu mày, bình thản nói. Trước đó cô cũng đã đoán được Giang gia sẽ phái người đến tìm cô. Nhưng Giang Yến không thể ngờ rằng Giang gia lại phái hắn đến. Còn về phía Chu Dương đến lúc này mới hiểu ra, những người này tới là để tìm Giang Yến. Giang gia đã ra tay rồi. Chỉ là, những người này tạo cho anh cảm giác, hoàn toàn không giống với những người bảo vệ của Giang gia trước kia. Điều quan trọng hơn là người thanh niên trẻ tuổi trước mặt khiến anh cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người bố mà hắn nhắc đến, rốt cuộc là ai? Hơn nữa, Giang Yến hình như cũng quen biết đối phương, thậm chí đến cô ấy cũng cảm thấy hơi bất ngờ và nan giải. Nhưng sau khi Giang Yến nói xong, người thanh niên trẻ tuổi kia vẫn không rời đi, mà lại nhìn Giang Yến, tiếc nuối lắc đầu. Đây không phải là chuyện tôi có thể làm chủ, bố ra lệnh cho tôi, phải đưa cô trở về, đại tiểu thư cô đừng làm khó tôi nữa. Giang thiếu gia thản nhiên nói,
bước chân tiến gần hơn một bước về phía Chu Dương. Giang Thiếu Gia tiến lại gần, tám người còn lại cũng theo hắn dần dần áp sát. Thậm chí, chỉ cần một hơi thở, chín người này cũng có thể xông thẳng tới trước mặt Chu Dương. Tôi nói các người, lẽ nào coi tôi như không tồn tại sao? Chu Dương bị gạt qua một bên cảm thấy không dễ chịu. Mặc dù thực lực của chín người này rất mạnh, đặc biệt là người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện cuối cùng kia thực lực càng thâm sâu khó lường. Nhưng nơi này dẫu sao cũng là cửa vào chi nhánh thành phố Liễu, nơi giao nhau giữa sân khấu và cánh gà. Đây là địa bàn của Chu Dương anh. Đám người này cứ như vậy mà không để ý đến Chu Dương, khiến trong lòng anh vô cùng bực bội. Một trong những nguyên tắc của Chu Dương là ai làm anh khó chịu, anh sẽ khiến cho người đó không vui. Đừng quên rằng, đây là địa bàn của tôi, ở nơi này, không có sự cho phép của tôi, các người ai cũng không thể đưa cô ấy đi. Chu Dương bình tĩnh nói, bảo vệ Giang Yến và ba cô gái ở phía sau. Mặc dù những người này đều là do Giang gia phái tới, nhưng ba cô gái Rocket Girl cũng ở đây. Anh không dám đảm bảo bọn họ sẽ không dùng ba cô ấy để uy hiếp anh hoặc Giang Yến. Dù sao, Chu Dương cho rằng, Giang gia có thể làm ra loại chuyện như này. Ha ha, anh chính là Chu Dương, tôi biết anh, nếu không vì anh, đại tiểu thư sẽ không trở nên như vậy. Nhị gia nói rồi, nếu như anh dám ngăn cản, không cần nương tay, cứ dạy cho anh một bài học là được. Giang Thiếu Gia nghiêm túc nhìn Chu Dương, bình thản gật đầu nói. Soạt, âm thanh vừa vang lên. Đôi mắt của Chu Dương lập tức co lại. Bởi vì khi lời nói của người thanh niên trẻ tuổi kia vừa vang lên, trong chớp mắt, hắn đã biến mất ngay trước tầm mắt của anh. Trong tiềm thức, Chu Dương trực tiếp vung tay lên, hai tay bắt chéo, bảo vệ trước ngực. Bịch! Ngay khi Chu Dương vừa chuẩn bị tư thế xong, nắm đấm của Giang Thiếu Gia đã lao tới. Hắn đấm mạnh vào cánh tay của Chu Dương, sức lực mạnh mẽ. Chu Dương mặc dù đã chặn lại, nhưng vẫn bị lùi về sau mấy bước, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Hai tay vốn dĩ bảo vệ trước ngực, lúc này cũng đã hạ xuống, buông lỏng xuống hai bên, khẽ run rẩy. Trong lòng Chu Dương vô cùng kinh hoàng. Anh đã nghĩ thực lực của đối phương rất mạnh. Nhưng thực sự không ngờ rằng, đối phương còn trẻ như vậy mà lại đạt đến trình độ này, một cú đấm lao xuống, đến bản thân anh cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Mà lúc này, hai tay đang run rẩy, càng là minh chứng rõ ràng nhất. Thực lực của người thanh niên này, gần ngang bằng với Ngưu Xuyên. Ít nhất, sức mạnh đơn thuần cũng không khác nhiều so với Ngưu Xuyên. Ồ, lại có thể chống đỡ được. Giang Thiếu Gia hơi bất ngờ khi Chu Dương có thể đỡ được một cú đấm của mình. Hắn theo Khổng Đại Sư mười mấy năm, chuyên tâm tập luyện sức mạnh, thực lực và sức mạnh của bản thân, ở Tương Tây hiếm có đối thủ, thế hệ trẻ như hắn lại càng không ai có thể so sánh được. Lần này trở về Giang gia, được Giang Hành Nguyên sắp xếp nhiệm vụ, cũng là chủ ý nhất thời. Hắn vốn cho rằng chỉ là một nhiệm vụ thông thường, tùy tiện ra tay thì có thể giải quyết, nhưng thật không ngờ, cú đấm của mình đánh trúng, đối phương vẫn có thể chống đỡ được. Khá thú vị. Lần đầu tiên, Giang Thiếu Gia cảm thấy người khác thú vị, không còn giống như người mà trước kia bản thân tùy tiện ra tay đã có thể giải quyết. Xem ra đây chính là thứ để anh ỷ lại vào, nếu như anh cho rằng chỉ với thực lực như thế này có thể ngăn được tôi. Vậy thì anh quá ngây thơ rồi. Giang Thiếu Gia cười khẩy, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía Chu Dương. Lúc này, người chấn động nhất không phải hắn, mà là tám người cùng hắn tới đây. Nhìn thấy Chu Dương có thể chống đỡ được một đấm của Giang Thiếu Gia, người xung quanh đều trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin. Mặc dù biết rằng Giang Thiếu Gia sẽ không dùng toàn bộ sức lực, nhưng cho dù chỉ dùng 1/10, cũng không phải chuyện người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa, Chu Dương nhìn dáng vẻ không giống với người học võ, người như thế theo lý mà nói, đừng nói là 1/10 sức lực của Giang Thiếu Gia, sức lực bình thường cũng đã khó mà chống đỡ nổi. Điều quan trọng nhất là cú đấm vừa rồi của Giang Thiếu Gia, bọn họ đoán chừng, không chỉ 1/10 sức lực, mà ít nhất cũng phải là 3/10. Cú đấm như thế, cho dù là bọn họ, muốn cản phá một cách an toàn cũng phải vô cùng thận trọng, cẩn thận từng tí một, thậm chí chỉ cần một giây bất cẩn, đều có thể bị thương. Vậy mà người trẻ như Chu Dương, làm thế nào có thể làm được? Tuy nhiên, thực tế là như vậy, Chu Dương đã làm được, hơn nữa dáng vẻ còn không hề giống đã bị thương. Giang Thiếu Gia, đây! Chết tiệt, Giang Thiếu Gia, anh không nương tay đấy chứ? Đúng vậy, anh ta làm sao có thể đỡ được một cú đấm của anh chứ? Giang Thiếu Gia, không phải anh nói tốc chiến tốc thắng sao,
tại sao còn chưa ra tay, mấy người kia đã phát hiện chúng ta, bọn họ cũng chuẩn bị áp sát đến đây rồi. Tám người kia chửi ầm lên, không ngừng thu nhỏ đội hình, đứng đầu là Giang Thiếu Gia, tạo thành đội hình bao quanh giống như phi tiêu. Mà Giang Thiếu Gia chính là phần đầu của mũi phi tiêu này. Nhanh, nhanh, có người gây bất lợi cho Chu Thiếu Gia, mau đi qua hỗ trợ. Lúc này, bảo vệ của Trương Gia vẫn đang canh giữ xung quanh sân khấu, cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn. Chương 535, Giang Phong. Trước tiên chưa nói đến việc người dẫn chương trình Lý Lan Lan trên sân khấu đã giới thiệu chương trình, mà Giang Yến người đại diện hình ảnh vẫn chưa lên sân khấu. Nơi khuất phía sau cánh gà kia, đã xảy ra một vụ hỗn loạn nhỏ cũng đủ thu hút ánh nhìn của bọn họ. Không phải tôi cảm thấy mình tài giỏi cỡ nào, mà là cảm thấy các người rất ngu xuẩn, mấy người cho rằng, đơn giản chỉ dựa vào mấy người thì có thể đưa người trong tay tôi đi sao. Chu Dương cảm thấy tiếc nuối lắc đầu, thở dài một hơi. Xem ra các người vẫn chưa hiểu tôi rồi, nếu các người hiểu rõ tôi thì sẽ không ngạo mạn như vậy. Bắt bọn họ lại. Đúng lúc này, bảo vệ Trương gia đã có mười mấy người xông lên, bao vây toàn bộ chín người này lại. Theo mệnh lệnh của Chu Dương, đám bảo vệ của Trương gia cũng lần lượt ra tay, xông về phía chín người này. Anh Dương, không sao chứ? Khi Ngưu Xuyên chạy đến, bảo vệ Trương gia đã đánh nhau với tám người kia. Vừa nãy cậu ấy ở phía bên kia sân khấu cách nơi này khá xa, cộng thêm xung quanh quá nhiều người, cho dù đã chạy đến ngay nhưng vẫn hao tốn không ít thời gian. Không sao, những người này là Giang gia phái đến muốn đưa Giang Yến đi, người kia rất lợi hại, cậu có tự tin đối phó với hắn không? Chu Dương lắc đầu, anh vẫn ổn, cú đánh vừa nãy của Giang Thiếu gia cũng chỉ khiến anh cảm thấy cánh tay ngứa ngáy thôi. Ngưu Xuyên nhìn theo hướng tay Chu Dương đang chỉ, khi cậu ấy nhìn thấy Giang Thiếu gia, con người sáng lập tức co rút lại. Anh Dương, người này rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của em. Ngưu Xuyên nheo mắt liếc nhìn, rồi lập tức giãn hàng lông mày, thản nhiên nói. Khoảnh khắc vừa nãy, quả thật Ngưu Xuyên đã cảm nhận được ý chí chiến đấu và ác ý hung tợn trên người Giang Thiếu gia. Nhưng bây giờ những ác ý và ý chí chiến đấu này đã tan biến. Mà chỉ dựa vào ác ý và tinh thần chiến đấu sớm nở tối tàn ban nãy, mặc dù thực lực người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này lớn mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của mình. Bịch, dầm. Lúc này, bảo vệ Trương gia đã giao đấu với tám người kia. Hai bên đánh qua đánh lại, khó phân thắng bại. Thực lực của tám người đó thực sự rất mạnh, nhìn từ góc độ của Chu Dương, tất cả bảo vệ của Giang gia và Trương gia từng lộ mặt trước kia, một đấu một, cũng không phải đối thủ của tám người kia. Tuy nhiên, tình hình trước mắt không phải một đấu một, mà là cả đoàn người cùng xông lên. Cho dù tám người này có lợi hại hơn nữa, thì cũng chỉ có tám người. Mà lần này, Chu Dương đã mượn gần 40 bảo vệ từ Trương gia, lúc này đuổi đến đây, số bảo vệ đánh nhau với tám người này đã vượt qua 20 người. Nhìn từ số người, thì chắc là bên phía bảo vệ Trương gia dẫn đầu, cũng đã chiếm được ưu thế. Nhưng trên thực lực, 20 mấy người bảo vệ này vây đánh tám người, lại bị đánh đến mức liên tục lùi về sau, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Chu Dương nhíu mày, anh không ngờ thực lực của tám người này cũng mạnh như vậy. Rốt cuộc Giang gia tìm ở đâu nhiều người đến vậy? Hơn nữa, người đàn ông dẫn đầu này dường như rất thân thuộc với Giang Yến, còn về người bố trong miệng hắn, lại là ai đây? Những điều này Chu Dương không hề biết. Có điều, nó đã không còn quan trọng nữa, tiếp theo, chuyện quan trọng nhất là đánh lùi những tên này, hoặc giữ bọn chúng lại. Sau đó ép hỏi một vài thông tin tình báo. Xuyên tử, tên kia giao cho cậu, thực lực của hắn rất mạnh, tôi không phải đối thủ. Nói một câu với Ngưu Xuyên, Chu Dương liền lùi về phía sau. Tám tên kia giao cho bảo vệ Trương gia đối phó, mặc dù bảo vệ Trương gia không có cách chống lại tám tên kia, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể cầm cự được, khiến tám tên kia không thể phân thân, tên đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu không thể chi viện. Ngay lập tức Ngưu Xuyên lao về phía tên đàn ông trẻ tuổi. Chu Dương tin tưởng Ngưu Xuyên, nếu cậu ấy đã nói như vậy thì chứng tỏ tên đàn ông trẻ tuổi này tuyệt đối không phải đối thủ của Ngưu Xuyên. Chu Dương cẩn thận, người đó thực lực rất mạnh, cậu ấy có đánh lại được không? Nhìn thấy Ngưu Xuyên xông về phía Giang Thiếu gia, Giang Yến đi đến bên cạnh Chu Dương, cảm thấy hơi lo lắng. Người khác không biết thực lực thật sự của Giang Thiếu gia, nhưng cô thì rất rõ. Mà bởi vì thời gian cô ở tỉnh Tương Tây cũng không phải dài, hiểu biết về những người bên cạnh Chu Dương cũng rất giới hạn. Huống hồ từ khi cô tiếp xúc với Chu Dương đến nay, số lần và cơ hội Ngưu Xuyên ra tay đều vô cùng ít,
vì thế Giang Yến không hề biết thực lực của Ngưu Xuyên. Yên tâm đi, Xuyên tử nói không vấn đề vậy thì chắc chắn không thành vấn đề. Chu Dương cười nói. Có điều, tôi không nhớ Giang gia các cô có người thực lực mạnh như vậy, hơn nữa tôi thấy hắn hình như rất quen thuộc với cô. Chu Dương nhìn Giang Yến, cúi đầu hạ giọng hỏi. Mặc dù những vấn đề này anh không nên hỏi, nhưng đối phương đã tìm đến tận cửa, không dò hỏi một vài thông tin của đối phương thì cũng không được. Cộng thêm nhìn từ cuộc nói chuyện giữa đối phương và Giang Yến, mối quan hệ của bọn họ tốt hơn trong tưởng tượng của Chu Dương. Ít nhất, Giang Yến không bài xích hay ghét bỏ hắn. Anh ta là Giang Phong, con nuôi của bố tôi, cũng coi là anh trai của tôi, những năm nay học võ bên ngoài rất ít khi về nhà. Giang Yến cũng không nói nhiều, nhưng một vài thông tin cơ bản cũng đã nói đại khái. Chu Dương cũng đã hiểu sơ lược. Tên đàn ông trẻ tuổi này mặc dù gọi đại tiểu thư Giang Yến, nhưng hắn lại là con nuôi của Giang Hành Nguyên, quan hệ vô cùng thân thiết với Giang Hành Nguyên, thậm chí còn được Giang Hành Nguyên nuôi dưỡng như người nối nghiệp. Hơn nữa, từ nhỏ Giang Phong đã được đưa đến chỗ Khổng đại sư học võ, mười mấy năm nay, bản lĩnh đã vô cùng cao thâm. Mà Giang Yến cũng không biết nhiều thông tin về Khổng đại sư kia, chỉ biết đối phương là đại sư võ thuật nổi tiếng của tỉnh Tương Tây. Điều này cũng nói rõ, tại sao Giang Phong lại có thực lực mạnh như vậy, thậm chí Chu Dương cũng không phải đối thủ của hắn. Khi Giang Yến nhỏ giọng nói rõ tình hình của Giang Phong, Ngưu Xuyên cũng chính thức giao đấu với Giang Phong. Nói thật, sự hiểu biết của Giang Phong đối với Chu Dương quả thật không nhiều. Thậm chí, hắn chỉ về Giang gia một chuyến, đã nghe mệnh lệnh của Giang Hành Nguyên, đến thẳng thành phố Liễu đón người. Mà chuyện giữa Chu Dương và Giang Yến, hắn cũng tìm hiểu thông qua luồng thông tin khác. Vì thế đối với Chu Dương, đối với những người khác bên cạnh Chu Dương, sự hiểu biết cũng không sâu sắc. Giống như Ngưu Xuyên đang giao đấu với hắn trước mắt này, trước đây Giang Phong căn bản không biết sự tồn tại của cậu ấy. Hắn chỉ biết, bên cạnh Chu Dương có một vệ sĩ vô cùng tài giỏi. Tuy nhiên trong mắt Giang Phong, vệ sĩ đều là một món hàng, cho dù tài giỏi, cũng có thể giỏi đến đâu được chứ. Tám người này cùng hắn đến thành phố Liễu, ai ai cũng đều là cao thủ. Nếu tình nguyện buông bỏ thân phận đi làm vệ sĩ cho người khác, thì khẳng định sẽ được các gia tộc lớn tranh giành. Cho dù là Giang gia, e rằng cũng sẽ không để lỡ uổng phí những người này từ trong tay mình. Nhưng Giang Phong thật sự không ngờ, bản thân Chu Dương có thể bình yên vô sự chống đỡ được cú đánh có ba phần thực lực của mình, vệ sĩ này bên cạnh anh, thực lực lại có thể mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, không phân cao thấp với mình. Sơ suất rồi. Sắc mặt Giang Phong tối sầm lại. Bắp thịt toàn thân siết chặt, bắt đầu chăm chú quan sát. Hắn biết, người này là cao thủ cùng trình độ với mình, cao thủ so chiêu, thắng bại thường ở chiêu đầu tiên, vì thế mỗi phút mỗi giây hắn đều không thể phân tâm. Chương 536. Đánh lui. Giang Phong đi theo Khổng đại sư học võ đã mười mấy năm rồi, gân cốt đã rèn luyện đủ đô rồi, có thể nói, người bình thường, dù có đấm lên người hắn, thì cũng không gây thương tích đáng kể cho hắn cả. Nhưng hiện giờ, hắn không dám sơ suất. Hắn không dám để nắm đấm của vệ sĩ này rơi xuống người mình, bởi vì hắn cũng không thể lường trước được hậu quả. Thoáng cái, Ngưu Xuyên thế mà đã lao vào đánh nhau với Giang Phong, khó mà tách ra. Tám người kia thấy thế thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi, biểu cảm nghiêm trọng, chân tay cũng trở nên điên cuồng hơn. Bọn họ không ngờ, vệ sĩ này của Chu Dương, thực lực lại mạnh đến thế, đến cả Giang Phong cũng không áp chế được đối phương. Còn những bảo vệ của Trương gia mặc dù không tạo được tổn thương gì quá lớn với bọn họ, nhưng cứ bao vây lấy bọn họ, lại cũng khiến bọn họ không thể phân thân, căn bản là khó lòng giúp đỡ Giang Phong. Đánh nhanh thắng nhanh, dùng cách mạnh chút, xông ra khỏi những vòng vây này đã, dẫn Giang thiếu gia cùng rời khỏi đây. Một người trong số đó gần giọng nói, sau đó mỗi nắm đấm đều như gió cuốn, trong chốc lát thế mà lại đánh cho bảo vệ của Trương gia đang bao vây liên tục lùi ra sau, không lâu sau đã lộ ra một khe hở. Mà hắn cũng tranh thủ đột phá vòng vây từ khe hở này, chạy về phía Giang Phong. Hắn muốn chi viện cho Giang Phong, ít nhất là yểm hộ cho Giang Phong rời đi. Mà cùng với việc đột phá vòng vây của người này, ba người khác ra tay cũng ngày càng ác liệt hơn. Thoáng cái, nhiều bảo vệ của Trương gia thế mà không thể trụ được nữa. Các em vào cánh gà trước đi, có chị Linh, chắc sẽ không sao đâu, anh qua giúp họ một lát. Thấy tình hình này, Chu Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù anh không ôm hy vọng quá lớn với bảo vệ của Trương gia, nhưng thấy cảnh tượng này vẫn không nén nổi thất vọng. 20, 30 người thế mà không đối phó nổi 8 người.
Chỉ có điều, lúc này, Chu Dương lại quên mất, lúc trước khi anh ở Trương gia, anh đã đánh bố con Trương Luân và Trương Đào trước mặt mười mấy bảo vệ, lúc ấy, bảo vệ của Trương gia còn chẳng đối phó nổi anh với Ngưu Xuyên. Đưa Giang Yến và ba thành viên của Rocket Girl vào cánh gà, sau khi giao cho chị Linh chăm sóc, thì Chu Dương cũng xoay người tham chiến. Chu Dương phán đoán, thực lực tám người này mặc dù mạnh nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với mình. Cộng thêm có nhiều bảo vệ của Trương gia hỗ trợ ở bên cạnh nữa, liên tục cũng ngáng chân mấy người này. Chu Dương có lòng tin, đối phó được họ. Không lâu sau, cán cân của cuộc chiến bắt đầu lệch sang một bên vì sự gia nhập của Chu Dương. Bảy người này vốn đã phải cố gắng chống đỡ trong màn bao vây của 20-30 bảo vệ, giờ lại có thêm một Chu Dương không yếu hơn họ, thì lại càng khó chống đỡ hơn. Nên không lâu sau, bảy người này đã bị Chu Dương đánh cho liên tục lùi về sau. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi không chơi với anh nữa, đừng có làm loạn buổi khai trương của chúng tôi. Thấy đã phân thắng bại, Chu Dương vừa cười vừa nói, hét một tiếng với Ngưu Xuyên. Xuyên tử, giải quyết nhanh gọn. Sau khi Chu Dương dứt lời, Ngưu Xuyên vốn còn đang đánh qua đánh lại với Giang Phong đột nhiên như thành người khác, động tác trên tay trở nên sắc bén hơn, ra tay vừa nhanh vừa ác, gần như khiến Giang Phong không thể tiếp chiêu. Sao có thể thế được? Giang Phong trợn tròn mắt nhìn Ngưu Xuyên, hắn không hiểu, tại sao người vừa nãy còn ngang tài ngang sức với mình, giờ lại trở nên lợi hại vậy, dù là mình cũng khó mà đỡ được. Chẳng lẽ lúc trước người này vẫn luôn giấu tài? Sắc mặt Giang Phong u ám, nhìn mọi người bị Chu Dương đánh cho liên tục lùi lại, sâu trong mắt xẹt qua nỗi căm hận. Chuyến này hắn vốn tưởng là sẽ suôn sẻ, dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức nào đã đưa được Giang Yến về Giang gia. Nhưng không ngờ, lần đầu ra tay đã thất bại. Hơn nữa, còn là khi mình đích thân ra tay, vậy mà một vệ sĩ của đối phương đã chặn đứng mình. Người này rốt cuộc là ai, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói về người này? Rút! Lại là hai nắm đấm va chạm với nhau, Giang Phong không địch lại Ngưu Xuyên, loạng choạng lùi về sau mấy bước, cánh tay tê dần, đến cả ngực cũng nghẹt thở. Khẽ quát một tiếng, Giang Phong nhìn xoáy vào Chu Dương và Ngưu Xuyên, rồi xoay người định bỏ đi. Nhưng Ngưu Xuyên sao có thể để hắn an ổn rời đi thế chứ, đương nhiên là phải đuổi theo rồi. Không cần đuổi theo nữa, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Thấy Ngưu Xuyên còn muốn đuổi theo, Chu Dương vội vàng ngăn lại. Giang Phong dẫn tám người lần vào đám đông rút lui, nếu Ngưu Xuyên muốn đuổi theo, kiểu gì cũng sẽ đánh nhau trong đám đông, từ đó gây ra hỗn loạn, đến lúc ấy, nếu thực sự có chuyện bất trắc gì, thì hậu quả khôn lường. Dù sao thì lượng người quanh sân khấu cũng đếm không xuể, náo loạn một cái là có thể dẫn đến việc chen chúc, dẫm đạp nhau. Mà nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì dù có là anh cũng không gánh nổi trách nhiệm. Không lâu sau, Giang Phong và tám người đó đã biến mất tăm trong đám đông. Mà động tĩnh ở cánh gà mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng màn giằng co của Ngưu Xuyên và Giang Phong rất bí mật, người bình thường không cảm nhận được, nên cũng chỉ tưởng là xảy ra xô xát gì đó, với suy nghĩ việc không liên quan đến mình nên cũng không ai lo chuyện bao đồng. Được rồi, người đã đi rồi, giờ ai về chỗ lúc trước của người đó đi, đề phòng cẩn thận, đừng có bỏ qua bất cứ biến động nhỏ gì. Nếu bọn Giang Phong đã bỏ đi rồi, thì những bảo vệ của Trương gia này đương nhiên phải về chỗ ban đầu, tiếp tục bảo vệ sân khấu. Còn Ngưu Xuyên, thì được giữ lại bên cạnh Chu Dương, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong cánh gà, anh Chu Dương, không sao chứ? Thấy Chu Dương vào, Tô Hiểu Manh vội vàng tiến đến đón ngay, kéo cánh tay Chu Dương, đánh giá kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác xác nhận Chu Dương không bị thương mới thả lỏng. Nhưng cánh tay kéo Chu Dương của cô lại không buông ra. Có điều lúc này Chu Dương cũng không để ý lắm, dù sao anh cũng chỉ coi Tô Hiểu Manh là em gái, hơn nữa lúc trước ở Đông Hải, đã giải thích rõ ràng với cô rồi. Không sao, bọn họ đã rút lui rồi. Chu Dương cười nói, cũng coi như là khiến mọi người yên tâm. Giờ đối phương không biết chạy đến đâu rồi, để đề phòng cô vẫn không nên lên sân khấu thì hơn. Sau đó Chu Dương nhìn Giang Yến, nghiêm túc nói. Mặc bọn Giang Phong đã rút lui, nhưng Chu Dương không biết đối phương có còn ở phụ cận, theo dõi họ không. Vì thế, để Giang Yến lên sân khấu rất mạo hiểm. Nếu Giang Phong không màng gì cả, xông vào đám đông, tạo ra hỗn loạn, nhân lúc loạn lạc cướp Giang Yến, sẽ khiến Chu Dương rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Hơn nữa,
Chu Dương đại khái cũng đoán được mục đích đến đây của Giang Phong, nên càng không muốn Giang Yến lên sân khấu. Việc đã hứa thì sao tôi có thể nuốt lời chứ, không phải lo, tôi hiểu Giang Phong, hắn luôn cực kỳ ngạo mạn, một lần không thành công thì sẽ không tiếp tục, ít nhất phải đợi hắn có đủ tự tin mới lại đến. Giang Yến cười nói, không nhìn ra được biểu cảm gì khác trên mặt. Yên tâm đi, có tôi ở đây, cho dù đối phương đến thêm 18 người cũng là chuyện nhỏ. Chị Linh lúc này cũng đứng ra. Chương 537, kết thúc. Chu Dương nhìn chị Linh một cái, rồi lại nhìn Giang Yến, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Mà lúc này, ở bên ngoài, khán giả dưới sân khấu đã đợi một lúc rồi, đại sứ hình tượng của công ty Danh Dương vẫn chưa xuất hiện. Còn Lý Lan Lan cũng vẫn luôn cố hết sức duy trì tình hình trên sân khấu. Giang Yến chậm rãi lên sân khấu, thoáng cái khiến mọi người sửng sốt, thậm chí đến cả Lý Lan Lan cũng ngẩn người mất một lúc. Khác với sự trong sáng của ba thành viên Rocket Girl, trên người Giang Yến có một loại phong thái sang trọng, còn có vẻ đẹp thông minh, trí tuệ. Vẻ đẹp thông minh này sẽ không có ở con gái bình thường, ít nhất Lý Lan Lan tự cảm thấy mình không có. Quan trọng nhất là, cảm giác điềm tĩnh và chín chắn tỏa ra từ Giang Yến khiến Lý Lan Lan cũng phải hơi tán thán trong lòng. Về một số chuyện của Giang Yến, Lý Lan Lan là hoa khôi của đài truyền hình thành phố Liễu, ít nhiều gì cũng biết một chút. Mà liên tưởng đến việc Giang Yến xuất thân từ Giang gia, là đại tiểu thư của Giang gia nên phong thái quý phái trên người cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Sự xuất hiện của Giang Yến lại lần nữa khiến hội trường nổ tung. Sự lặng yên sau khi Rocket Girl xuống sân khấu lại lần nữa bị phá vỡ. Đây chính là đại sứ hình tượng của công ty Danh Dương sao? Đẹp vậy á? Không chỉ đẹp, rõ ràng là khí chất vô địch. Đúng đó, nếu tôi có bạn gái thế này dù có ăn trộm xe điện thì cũng phải nuôi cô ấy. Ha ha, biết đâu người ta bằng lòng khóc trong BMW, cũng không muốn cười ngồi sau xe điện chứ. Hừ, hừ, các anh chắc không biết đâu nhỉ, nghe nói đại sứ hình tượng này là đại tiểu thư Giang gia đấy. Cái gì, đại tiểu thư Giang gia của Trường Sa á? Nói vớ vẩn, ngoài Giang gia ở Trường Sa gia thì còn Giang gia nào nữa? Uầy! Khán giả dưới sân khấu kinh ngạc, nhưng đồng thời một vài tin tức liên quan đến Giang Yến cũng lặng lẽ lan truyền. Kênh tuyên truyền lúc trước Chu Dương liên thủ với Trương gia, tuyên truyền rộng rãi, tần suất liên tục việc Giang Yến trở thành đại sứ hình tượng của công ty Danh Dương, đã rầm rộ khắp tỉnh Tương Tây. Ngoài phạm vi và mức độ tuyên truyền ra, thì hình tượng xuất chúng của đại sứ hình tượng Giang Yến đương nhiên cũng là nguyên nhân khiến mọi người bàn tán say sưa. Mà một vài tin tức liên quan đến Giang Yến đương nhiên cũng là việc vô số người muốn tìm hiểu. Dù sau đó Giang gia phát hiện, nhanh chóng tiến hành xử lý quan hệ công chúng, nhưng trước đó vẫn có một phần tin tức bị lan truyền ra ngoài. Bên ngoài đồn rằng, Giang Yến đại sứ hình tượng lần này của công ty Danh Dương, thực ra là đại tiểu thư của Giang gia ở Trường Sa. Nhưng vì Giang gia vẫn không đáp lại, còn Giang Yến và công ty Danh Dương cũng không đưa ra thông báo, nên lời đồn này cũng chỉ là lời đồn. Giang Yến lên sân khấu, nhóm Chu Dương ở cánh gà thì vẫn luôn nhìn chằm chằm sân khấu, quan sát tình hình xung quanh, một khi có gì bất thường là sẽ hành động ngay lập tức. Có điều Giang Yến lên sân khấu, giao lưu với khán giả gần nửa tiếng rồi, xung quanh vẫn không có gì bất thường, điều này khiến tâm trạng mọi người thả lỏng hơn chút. Nhưng mà Chu Dương vẫn chưa yên lòng được, ngược lại, có vẻ nghiêm túc hơn. Anh không quên câu nói lúc nãy của Giang Yến. Giang Phong là người không đạt được mục đích sẽ không thôi, một lần không thành công thì hắn sẽ đợi lúc nào chắc chắn làm lại một lần nữa. Đổi cách nói khác thì là lần này Giang Phong thất bại là thua Ngưu Xuyên. Vậy lần sau lúc hắn xuất hiện, chứng tỏ hắn đã có thực lực đối phó, hoặc là nói tìm được cách đối phó với Ngưu Xuyên. Còn Ngưu Xuyên trước giờ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của Chu Dương, việc có thể dùng vũ lực giải quyết chưa bao giờ tốn nước bọt. Nhưng nếu đến cả Ngưu Xuyên cũng bó tay, thì anh phải suy nghĩ cẩn thận, có cách nào khác có thể đối phó với Giang Phong không? Giang Yến ở trên sân khấu, dưới sự dẫn dắt của Lý Lan Lan, tiến hành giao lưu với khán giả đã hơn nửa tiếng, quảng cáo sản phẩm của công ty Danh Dương. Đặc biệt là hai sản phẩm chính của công ty Danh Dương, mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu. Mà từ phản ứng của khán giả có thể thấy họ cũng rất thích hai sản phẩm này. Dù sao, đây cũng là những sản phẩm đã được thị trường kiểm nghiệm. Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu bán siêu đắt hàng ở Đông Hải và Trường Sa. Lần này công ty Danh Dương mở chi nhánh ở thành phố Liễu, vừa hay tiện cho họ mua.
12 giờ sáng, lễ khai trương chính thức kết thúc, mọi chương trình kết thúc. Mà chi nhánh thành phố Liễu, cũng nhoáng cái mở cửa. Khán giả vẫn luôn vây quanh sân khấu, dưới sự dẫn dắt của bảo vệ Trương gia, bắt đầu xếp hàng vào chi nhánh thành phố Liễu. Vì chi nhánh thành phố Liễu không to như cửa hàng flagship ở Trường Sa, nên không có đường dẫn xếp hàng ở cửa tiệm. Nhưng mà vì hôm nay là ngày đầu khai trương, hơn nữa còn là cuối tuần, lại là Giáng sinh, nên mọi người có nhiều thời gian lắm. Chi nhánh thành phố Liễu rộng 200-300 m², mặc dù không bằng cửa hàng flagship ở Trường Sa, nhưng so với những cửa hàng xung quanh thì rõ ràng là rộng rãi, sáng sủa hơn nhiều. Khách hàng ào vào như ong vỡ tổ, vào đến bên trong cửa hàng thì bỗng bị các kệ hàng và đồ trang điểm đầy ắp làm cho sửng sốt. Trời ạ, nhiều loại đồ trang điểm thật. Đúng đó, nhiều cái tôi muốn mua lắm, nhưng ở thành phố Liễu không có, muốn mua, phải chạy đến chỗ rõ xa. Đây là sản phẩm chính của công ty Danh Dương, tôi muốn mua 2 bộ mang về. Tôi muốn mua 10 bộ. Chi nhánh thành phố Liễu coi như là chính thức khai trương rồi, việc kinh doanh sau này cần bọn Vương Vĩ, Diệp Phương giải quyết. Còn Chu Dương và Thẩm Bích Quân, là người của trụ sở chính, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng hướng dẫn thôi. Thời gian đầu còn có thể tham gia một số quyết sách, nhưng về sau, chắc chắn phải buông bỏ quyền lực. Dù gì chi nhánh thành phố Liễu cũng là cửa hàng nhượng quyền kinh doanh của công ty Danh Dương. Chu Dương cười nhìn tình hình trong cửa hàng, cũng nhìn Vương Vĩ tươi cười đứng trước đám người. Sau đó, ánh mắt Chu Dương lặng lẽ chuyển đến Diệp Phương ở bên cạnh. Sau khi nhìn nhau với Diệp Phương, Chu Dương bình thường như không thu lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn phía trước, cứ như vừa nãy không hề có việc gì xảy ra. Còn Giang Phong cũng thực sự là cách cuối cùng của Giang gia, sau khi bị Ngưu Xuyên và Chu Dương đánh bại thì không xuất hiện gây rối nữa. Nhóm Chu Dương về khách sạn, vẫn chưa thu dọn đồ đạc, Vương Vĩ đã đến, nói muốn tổ chức tiệc mừng. Mọi người đều không từ chối. Dù sao, chi nhánh thành phố Liễu chính thức khai trương, mọi người bận đến vắt giò lên cổ, cũng hy sinh rất nhiều, lúc này dù gì cũng phải tổ chức một bữa tiệc mừng. Chu Dương biết, bề ngoài là một buổi tiệc mừng, nhưng thực tế lại như tiệc cảm ơn, một bữa tiệc chia hoa hồng. Vương Vĩ phải ở trong bữa tiệc mừng này xác định vị trí lãnh đạo của mình, cũng cần trong bữa tiệc khen thưởng một số người, lôi kéo một vài người, phân loại một số người. Nhưng đây đều là việc của ông ta, Chu Dương không định xen vào. Cũng không định tham gia tiệc mừng. Chu Tổng, cậu và Thẩm Tổng chẳng lẽ không tham gia tiệc mừng thật sao? Chi nhánh thành phố Liễu có thể khai trương thành công là nhờ công các cậu đó. Vương Vĩ nhìn Chu Dương và Thẩm Bích Quân, hơi buồn bã khuyên nhủ. Vừa mới nãy, Chu Dương đã nói thẳng với ông ta, anh và bọn Thẩm Bích Quân sẽ không tham gia tiệc mừng, định đi lượn ở thành phố Liễu, rồi về Trường Sa luôn. Còn Vương Vĩ cũng lộ vẻ thất vọng. Cứ như việc Chu Dương và Thẩm Bích Quân không tham gia tiệc mừng là điều nuối tiếc của ông ta. Nhưng Chu Dương lại mẫn cảm chú ý lúc Vương Vĩ cúi đầu thở dài, khóe môi ông ta nhếch lên tạo thành độ cong khó phát hiện. Chương 538, ra ngoài. Thầm thở dài một hơi, Chu Dương cũng không trực tiếp vạch trần. Dẫu sao, dự án chi nhánh của công ty Danh Dương ở tỉnh Tương Tây, Vương Vĩ xem như là một nhóm người tích cực nhất rồi, hơn nữa cũng là người đầu tiên gây dựng chi nhánh. Có tác dụng vô cùng quan trọng đối với cả dự án. Chưa đến bước đường cùng, Chu Dương cũng sẽ không động vào ông ta. Được rồi, ông trở về trước đi, mặc dù chi nhánh thành phố Liễu đã thành lập, nhưng có không ít việc cần ông xử lý, không cần lo cho chúng tôi nữa. Chu Dương nhẹ nhàng vỗ vai Vương Vĩ, lời nói mang ý nghĩa sâu xa. Anh định cho Vương Vĩ một cơ hội. Mặc dù trước đây Diệp Phương từng nói không ít chuyện liên quan đến Vương Vĩ với anh, nhưng dù sao cũng là lời của một phía. Chu Dương cũng không thể hoàn toàn nghe theo một mình Diệp Phương. Có điều 2 ngày nay, biểu hiện của Vương Vĩ quả thực khiến Chu Dương hơi thất vọng. Trước tiên chưa nói đến Khổng Huy, chỉ nói về hoạt động đêm Giáng sinh và lễ khai trương hôm nay, Vương Vĩ là cổ đông đứng đầu của chi nhánh thành phố Liễu, vậy mà lại không lộ diện. Hoạt động đêm Giáng sinh hôm qua không xuất hiện, lễ khai trương hôm nay, là một cổ đông đứng đầu, ông buộc phải tham dự nghi thức cắt băng. Vì thế mới xuất hiện một lát, sau đó cũng không biết ông ta đã chạy đi đâu, mãi cho đến gần 12 giờ mới trở về. Thái độ như vậy khiến Chu Dương không thể không xem xét kỹ ông ta lần nữa. Buổi tiệc chúc mừng lần này, Chu Dương sẽ không quan tâm Vương Vĩ làm gì. Nhưng Chu Dương cũng có một mật thám. Chỉ cần trong buổi tiệc, Vương Vĩ không có hành động gì quá đáng thì Chu Dương sẽ đồng ý cho ông ta một cơ hội.
Nhưng nếu như Vương Vĩ cho rằng chi nhánh thành phố Liễu đã chính thức thành lập, ông ta là một cổ đông đứng đầu thì có thể làm mưa làm gió. Vậy Chu Dương cũng không tiếp tự mình nói với ông ta, nước cờ của ông ta đã sai. Hôm nay vất vả rồi. Thấy Vương Vĩ rời khỏi khách sạn, Chu Dương trở về phòng, nhìn thấy ba cô gái Rocket Girl đang nghỉ ngơi, còn có cả Giang Yến, anh khẽ nói. Đối với lễ khai trương hôm nay, mặc dù xảy ra một sự cố nhỏ, nhưng cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Trái lại càng khiến Chu Dương thêm cảnh giác, biết được Giang gia lại có con át chủ bài như vậy. Không đâu hi hi, anh Dương, ngày mai bọn em phải trở về thủ đô rồi, khi nào anh đến thủ đô đấy? Tô Hiểu Manh cười nói, kéo cánh tay Chu Dương lắc qua lắc lại, gương mặt đầy kỳ vọng. Dù sao bất kể là từ Đông Hải đến thủ đô, hay từ tỉnh Tương Tây đến thủ đô, khoảng cách đều không quá xa, ngồi máy bay mấy tiếng là đã đến. Ánh mắt Chu Dương hơi nghiêm trọng, trong lòng lập tức nghĩ đến Chu gia ở thủ đô. Thời gian lâu như vậy anh đã biết, thật ra mình chính là đến từ Chu gia ở thủ đô. Mà mục đích cuối cùng của anh, chính là trở về Chu gia, nắm giữ quyền hành của Chu gia. Nhưng trước mắt, thực lực của anh so với Chu gia, giống như hạt bụi so với mặt trời, nhỏ bé không thể thấy, dường như có thể xem như không tồn tại. Nếu bây giờ anh muốn giở thủ đoạn với Chu gia, vậy trong chớp mắt sẽ tan thành mây khói. Vì thế, bây giờ Chu Dương vẫn luôn phát triển thực lực của mình, không ngừng tăng cường phát triển mối quan hệ. Như vậy, đợi đến một ngày anh trở về Chu gia trong tương lai, sẽ có đủ sức mạnh. Ha ha, đợi anh xong việc rồi, có thời gian nhất định sẽ đến thủ đô một chuyến. Chu Dương mỉm cười trả lời. Có điều thời gian này, có thể sẽ không ngắn. Bận rộn cả buổi sáng mọi người đều khá mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi ở khách sạn, đến khi gần tối, mọi người lại tràn đầy sinh lực. Nhất là ba cô gái, buổi sáng mới lên sân khấu biểu diễn, lúc đó có thể nói là vô cùng mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy tiếng đã khôi phục toàn bộ tinh thần và thể lực. Không dễ gì mới đến thành phố Liễu một chuyến, chúng ta đi dạo đi, sau này có thể sẽ không đến thành phố này nữa đâu. Bởi vì Rocket Girl quá nổi tiếng, vì thế bọn họ muốn ra ngoài thì phải tiến hành trang điểm để che giấu thân phận. Ngoại trừ một lớp trang điểm nhạt trên gương mặt ra, trên đầu còn cả trên quần áo đều đã được cải trang. Chỉ nhìn từ xa căn bản không nhận ra bọn họ chính là ba cô gái Rocket Girl. Cho dù là đứng gần, họ cũng có vành nón che lại, trừ khi áp sát nhìn chằm chằm trước mắt, nếu không căn bản sẽ không ai có thể nhận ra bọn họ. Còn Giang Yến vì đề phòng người của Giang gia và đám người Giang Phong đột nhiên ra tay, nên cô cũng bắt đầu cải trang. Có điều Giang Yến khá đơn giản, chỉ quấn một chiếc áo lông rộng thùng thình, dưới sự bảo vệ của chị Linh cũng không có ai có thể làm gì với cô. Nhóm người họ rời khỏi khách sạn đi trên đường quốc lộ, cứ đi chậm rãi về phía trước không mục đích. Nhưng bọn họ không để ý, khi rời khỏi khách sạn chưa được mấy phút, có mấy người ăn mặc bình thường cũng âm thầm theo sau, mà đồng thời còn có mấy người đang gọi điện thoại. Khổng gia, Khổng Huy đi ra từ bệnh viện, buổi sáng sau khi nghe thấy Trần Thiên Hạo nói như vậy, hắn cũng ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ sợ đám người Chu Dương sẽ tìm đến bệnh viện trả thù. Vì thế, trước tiên hắn làm thủ tục xuất viện. Sau khi trở về Khổng gia, Khổng Huy cũng phái người điều tra tất cả tin tức liên quan đến Chu Dương, đồng thời cũng phái người đến khách sạn theo dõi đám người Chu Dương, nhất cử nhất động của họ đều phải báo cáo cho Khổng Huy. Lúc này, trước mặt Khổng Huy đặt một xấp tài liệu lớn, bên trên toàn bộ đều là thông tin của Chu Dương. Từ Đông Hải, đến tỉnh Tương Tây, dường như tất cả mọi chuyện đều được viết trong những tài liệu này. Mà sắc mặt Khổng Huy lại vô cùng nhợt nhạt khó coi. Ban đầu hắn cảm thấy Chu Dương chẳng qua chỉ là một ông chủ của công ty mỹ phẩm bình thường, cho dù biết chút võ thuật căn bản cũng không đáng để lo, chỉ cần tìm người lợi hại dạy dỗ anh một trận là được. Vì thế hắn tìm đến Trần Thiên Hạo ở thành phố Liễu, để hắn dạy dỗ Chu Dương một trận. Nhưng ngoài dữ liệu của Khổng Huy, Trần Thiên Hạo căn bản không phải đối thủ của Chu Dương, thậm chí ngay cả Tiết Man Tử bên cạnh hắn cũng bị Chu Dương khống chế chỉ với một đòn đánh. Mà từ miệng Trần Thiên Hạo, Khổng Huy cũng biết được không ít tin tức liên quan đến Chu Dương. Hắn vốn dĩ cho rằng Chu Dương chỉ có ít thực lực như lời Trần Thiên Hạo nói. Nhưng trở về Khổng gia, sau khi phái người nghiêm túc điều tra, Khổng Huy mới phát hiện điều mà Trần Thiên Hạo nói, căn bản chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đây có còn là người nữa không? Nhiều người đắc tội với hắn như vậy đều không có kết cục tốt, mình không chỉ có ý nghĩ xấu với người phụ nữ của hắn, còn phái đám người Trần Thiên Hạo đi xử lý hắn. Bây giờ hắn nhất định sẽ rất căm hận mình, nhất định hắn sẽ tìm mình báo thù.
Khổng Huy chỉ cảm thấy hai tay hơi run rẩy, bỏ vào trong túi áo vẫn cảm thấy rét lạnh. Đáng ghét, chỉ là một tên Chu Dương còn con lại có thể dấy lên làn sóng lớn như vậy ở tỉnh Tương Tây. Tôi ở thủ đô, khoảng thời gian này không ở Tương Tây, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đập mạnh lên bàn, sắc mặt Khổng Huy vô cùng khó coi. Khổng thiếu gia, Giang thiếu gia đến rồi. Chính vào lúc này, tên đàn em của hắn dè dặt bước vào thông báo tin tức. Giang thiếu gia, Giang Phong, anh ta đến rồi à? Ban đầu Khổng Huy còn đang nghĩ, Giang thiếu gia này là ai, sao hắn chưa từng nghe nói đến. Nhưng nghĩ lại, người có liên quan đến Khổng gia, mang họ Giang, lại còn được gọi là Giang thiếu gia, ngoài Giang Phong của Giang gia thì còn có thể là ai? Thoáng chốc, trên gương mặt Khổng Huy lộ ra nụ cười kích động vui mừng. Đi, đưa tôi đi xem thử. Chương 539, vạch kế hoạch 1. Đại sảnh Khổng gia. Giang Phong đưa theo 8 người cùng ngồi trên ghế, sắc mặt từng người đều u ám, giống như lòng mang nhiều tâm sự. Giang thiếu gia, lần này có chắc chắn không? Đúng vậy, Khổng đại sư nhiều năm không hoạt động bên ngoài rồi, chưa chắc ông ấy sẽ xuất hiện. Đúng vậy, hơn nữa thực lực của Giang thiếu gia anh cũng không thua kém Khổng đại sư, tại sao vẫn cần tìm ông ấy chứ? Hai, cũng không biết Khổng đại sư này nghĩ thế nào, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, lại đi gắn bó một nơi nhỏ bé như thành phố Liễu. Mấy người liếc nhìn nhau, bất lực không biết nên làm gì. Bọn họ cũng không ngờ, Giang Phong lại đưa bọn họ đến nơi này. Khổng gia ở thành phố Liễu. Tuy nói Khổng gia ở thành phố Liễu có chút danh tiếng, nhưng trong tỉnh Tương Tây lại không được ai biết đến, chỉ thuộc gia tộc hạng hai ở đây. Cho dù bọn họ biết Khổng gia ở thành phố Liễu chính là nơi mà Khổng đại sư đang ở, nhưng Khổng đại sư nhiều năm không xuất hiện, bên ngoài rất ít người biết đến danh tiếng của Khổng đại sư. Hơn nữa, bây giờ Giang Phong đưa bọn họ qua đây, lẽ nào muốn mời Khổng đại sư ra mặt sao? Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không tin lắm. Nếu như Khổng đại sư thật sự xuất hiện, thì sẽ không để Khổng gia có địa vị thấp kém như thế này ở bên ngoài. Giang Phong, sao anh lại đến đây? Lúc này, một giọng nói kinh ngạc bất ngờ vang lên. Khổng Huy vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy Giang Phong quả nhiên đang ngồi ở đó, còn về những người bên cạnh hắn, Khổng Huy hoàn toàn không xem ra gì. Dẫu sao bọn họ nhiều người như vậy căn bản không thể so sánh được với Giang Phong. Suy cho cùng, trước đây Giang Phong từng ở Khổng gia mười mấy năm, cũng bái Khổng lão gia làm sư phụ. Nếu theo vai vế mà nói, thì vai vế của Giang Phong cao hơn so với Khổng Huy. Nhưng mọi người đều là người trẻ tuổi, hơn nữa bây giờ lại là xã hội hiện đại, hai người họ đều có quan niệm riêng. Giang Phong và Khổng đại sư là thân phận thầy trò, còn hắn và Giang Phong cũng là quan hệ anh em. Tôi đến thăm sư phụ có đây không? Giang Phong nhìn Khổng Huy, mỉm cười rồi đứng dậy, chào hỏi nhiệt tình với Khổng Huy. Ông nội gần đây không ở nhà, hình như có việc gì đó nên ra ngoài một chuyến, nhưng có lẽ sắp về rồi, hay là cứ ở trong nhà đợi ông nội về. Lúc nghe người làm nói Giang Phong đến, trong đầu Khổng Huy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến là muốn Giang Phong trả thù cho mình. Tên Chu Dương và cả tên vệ sĩ thực lực lợi hại của hắn, nhưng thế thì đã sao, thực lực đó chỉ để đối phó với người bình thường. Còn Khổng Huy lại biết nhiều thứ mà người bình thường không biết. Trên thế giới này tồn tại võ giả. Mà trùng hợp, ông nội của hắn lại là một võ giả. Những người biết điều này, cho dù ở Khổng gia cũng chỉ có số ít. Nếu Chu Dương rất lợi hại, mà Giang Phong lại đến đúng lúc, tất nhiên Khổng Huy sẽ cùng nghĩ đến cả hai người họ. Chỉ bằng để Giang Phong giúp mình đối phó với Chu Dương. Khổng Huy rất tin tưởng vào thực lực của Giang Phong. Theo ông nội luyện võ mười mấy năm, thực lực của anh ta, căn bản người bình thường không thể chịu nổi. Mà bây giờ, chuyện Khổng Huy cần làm là phải giữ Giang Phong lại. Cũng được, nếu sư phụ không có mặt ở nhà, vậy tôi sẽ ở đây vài ngày, đợi ông ấy quay lại. Giang Phong suy nghĩ một hồi, vẫn gật đầu đồng ý. Còn Khổng Huy hơi sững sờ. Giang Phong đồng ý rồi sao? Vậy cứ đồng ý à? Đơn giản, nhẹ nhàng như vậy ư? Khổng Huy còn đang nghĩ, nếu như Giang Phong không đồng ý ở lại, hắn nên thuyết phục như thế nào, không ngờ Giang Phong lại dứt khoát như vậy, không nhiều lời đã chịu ở lại. Điều này nằm ngoài dự đoán của Khổng Huy. Trong chốc lát, tâm trạng Khổng Huy đã vui vẻ hẳn lên. Nếu Giang Phong ở lại Khổng gia, vậy hắn trước sau gì cũng có thể đòi lại được món nợ với Chu Dương. Đúng rồi, những người này cũng là bạn của Giang Phong anh sao?
Nếu đã là bạn của anh, vậy thì mọi người cùng ở lại đi, không cần phải khách sáo. Nếu Giang Phong ở đã lại, vậy 8 người bên cạnh hắn tất nhiên cũng ở lại theo, như vậy mới khiến Giang Phong yên tâm. Ừ, cũng được. Giang Phong gật đầu, giúp 8 người kia đưa ra quyết định. Còn 8 người này cũng chỉ nhìn nhau không hề phản đối. Dẫu sao, bọn họ đến Khổng gia cũng không biết làm gì, trước mắt Khổng Đại Sư không ở nhà, bọn họ chỉ có thể đợi ở đây đến khi Khổng Đại Sư quay trở lại. Khách sạn thành phố Liễu. Khách sạn 4 sao duy nhất của thành phố Liễu, nhóm người Chu Dương từng ở đây. Bữa tiệc chúc mừng mà Vương Vĩ nói cũng tổ chức ở đây. Lúc này, trên tầng 6 của khách sạn, trong phòng của Vương Vĩ có 2 người đứng cung kính trước mặt ông ta. Nhìn rõ chứ? Vương Vĩ trầm giọng hỏi, trong giọng nói dường như đang kiềm chế cảm xúc, để bản thân giữ ở trạng thái bình thường nhất. Vương Tổng, chúng tôi nhìn thấy rất rõ, không thể nhầm lẫn được, không chỉ có Chu Tổng, còn có Thẩm Tổng, Tạ Tổng, Giang Yến, Trần Hân, chị Linh, Ngưu Xuyên, nhóm mười mấy người bọn họ đều đi ra ngoài rồi. Đúng vậy, toàn bộ thành phố Liễu này, có thể có nhiều người đẹp xung quanh như vậy chỉ có Chu Tổng thôi, chúng tôi tuyệt đối không nhìn nhầm được. Hơn nữa, chúng tôi đã để Lão Đinh theo bọn họ, anh ta sẽ báo cáo hành tung của nhóm người Chu Tổng bất cứ lúc nào, đảm bảo trước khi Chu Tổng quay lại, sẽ thông báo cho Vương Tổng biết. Hai người kia mạnh miệng bảo đảm, hơn nữa ánh mắt của bọn họ nhìn Vương Vĩ cũng tràn đầy mong đợi. Vương Vĩ để bọn họ theo dõi Chu Dương, giám sát hành tung nhóm người của Chu Dương, hơn nữa còn đưa thù lao hậu hĩnh, khiến bọn họ khó lòng từ chối. Dẫu sao, bọn họ cũng chỉ là nhân viên bình thường của chi nhánh thành phố Liễu, tiền lương một tháng lác đác vài nghìn tệ, căn bản không là gì. Còn Vương Vĩ đồng ý với bọn họ, chỉ cần theo sát hành tung của Chu Dương sẽ đưa cho bọn họ mỗi người 100.000 tệ. 100.000 tệ này tương đương với tiền lương 2 năm của bọn họ. Hơn nữa cái họ cần bỏ ra cũng chỉ là theo dõi nhóm người Chu Dương mà thôi, chuyện đơn giản như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được, chỉ cần qua đêm nay, ngày mai tôi sẽ đưa cho các cậu 100.000 tệ, các cậu đi trước đi. Vương Vĩ trở nên phấn khích, cánh tay vẫy qua vẫy lại, sắc mặt đầy thỏa mãn. Bữa tiệc chúc mừng tối nay, bề ngoài chỉ là tiệc ăn mừng nhưng trên thực tế, lại là một bữa tiệc trang trọng linh đình mà Vương Vĩ tận tâm chuẩn bị. Vương Vĩ chuẩn bị tiệc chúc mừng tối nay để khẳng định không ai ở thành phố Liễu này có thể bác bỏ địa vị lãnh đạo và quyền phát ngôn của ông ta. Trước đây ông ta còn lo lắng có Chu Dương ở đây, sẽ gây trở ngại cho mình hoặc Chu Dương sẽ trực tiếp phản đối. Còn bây giờ, Chu Dương đã tỏ ý sẽ không tham gia tiệc chúc mừng, hơn nữa người của ông ta còn đang theo dõi Chu Dương, chắc chắn nhóm người của Chu Dương rời khỏi khách sạn và đang dạo chơi ở thành phố Liễu. Nếu như vậy, sự uy hiếp từ Chu Dương sẽ không còn nữa. Mà chuyện bây giờ Vương Vĩ cần giải quyết chỉ là thế lực của cổ đông lớn thứ hai Diệp Phương. Chỉ cần Vương Vĩ chèn ép người của Diệp Phương trong bữa tiệc chúc mừng tối nay, vậy thì sau này ông ta sẽ có tiếng nói cuối cùng ở chi nhánh thành phố Liễu. Ngay cả sếp tổng của công ty danh dương như Chu Dương và Thẩm Bích Quân, cũng không còn cách nào khoa chân múa tay ở chi nhánh thành phố Liễu. Chỉ cần nghĩ đến ông ta có một chi nhánh của công ty danh dương ở thành phố Liễu, mà quyền làm chủ thuộc về mình, một lượng tiền lớn sẽ ào ào chảy vào túi, trong lòng Vương Vĩ liền kích động không thôi. Chương 540, vạch kế hoạch 2. Trong một hộp đêm sôi động ở thành phố Liễu, Trần Thiên Hạo dẫn theo một nhóm người mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế, ngoài Trần Thiên Hạo, Lão Đinh, Tiết Man Tử, còn có mấy người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc khá sang chảnh. Tôi nói này anh Hạo, chúng tôi gọi anh một tiếng anh Hạo là nể mặt anh lắm rồi, thế nhưng anh cũng không thể đối xử với chúng tôi như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức chính xác, anh tìm chúng tôi tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Một người đàn ông đầu trọc, bụng phệ trong đám người lớn tiếng nói, khuôn mặt đầy dữ tợn, một vết sẹo kéo dài từ trái qua phải, khiến người nhìn kinh sợ. Đôi mắt của hắn ta lại càng hung hăng ác liệt, người bình thường căn bản không dám đối diện. Cho dù là Trần Thiên Hạo, cũng không nhịn được mà tránh né. Đúng vậy, anh Hạo, anh không làm được thì gọi chúng tôi tới làm gì? Không sai, anh Hạo, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, không thể để mọi người lãng phí thời gian như vậy được. Có người đàn ông đầu chọc khởi xướng, những người khác đồng loạt lên tiếng. Họ đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Liễu. Tuy phần lớn không có quyền thế như Trần Thiên Hạo và gã đầu chọc, nhưng dù sao cũng có công việc không tồi, thuộc hạ dưới tay cũng không ít. Ở thành phố Liễu, sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà bây giờ, chỉ riêng trong phòng này,
đã tụ hội gần 80% những kẻ hung hăng có máu mặt của cả thành phố Liễu. Anh Hạo, em về rồi, bọn em thấy Chu Dương đã rời khách sạn, có điều hắn mang theo khá nhiều người, ngoại trừ một đám người đẹp, vệ sĩ của hắn cũng đi cùng. Đúng lúc này, có một tên đàn em vội vàng mở cửa, vừa chạy vừa thở hổn hển, vội vàng nói. Thật à! Nghe được lời này, Trần Thiên Hạo sắc mặt vốn đang u ám đột nhiên đứng dậy, vô cùng kinh ngạc. Không nhìn nhầm đâu, nhiều người đẹp đi cùng như vậy, ngoài Chu Dương ra thì không còn ai khác. Tên đàn em gật đầu xác nhận, dù sao khắp cả thành phố Liễu, có nhiều người đẹp vây quanh như vậy chỉ có Chu Dương, chỉ riêng đặc điểm này, đã có thể chắc chắn rồi. Tốt lắm, cậu đi trước đi. Đợi sau khi đuổi tên đàn em đi, Trần Thiên Hạo lúc này mới nhìn đến mấy tên xã hội đen khác ở trên ghế, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào gã đầu chọc dẫn đầu đám người này. Hôm nay tôi tìm mấy người tới đây, quả thực là có một chuyện muốn mọi người giúp đỡ, nhưng cũng không phải là không có thù lao. Tiếp theo, Trần Thiên Hạo nói ra một vài tin tức về Chu Dương. Đặc biệt là nhắc tới đằng sau chuyện này còn có ý đồ của Khổng Huy ở Khổng Gia, tất cả những người có mặt ở đó không ai dám có ý khinh thường. Ngay cả gã đầu chọc rất bất mãn với Trần Thiên Hạo lúc đầu cũng đứng dậy, sắc mặt vô cùng nặng nề. Suy cho cùng, địa vị của Khổng Gia ở thành phố Liễu rất đặc thù, người bình thường đều nghĩ Khổng Gia chỉ là một gia tộc hạng hai có chút thực lực. Thế nhưng, trong mắt mấy người này, sự tồn tại của Khổng Gia còn kinh khủng hơn nhiều so với những gia tộc bậc nhất như Giang Gia ở Trường Sa. Cách phố đi bộ của thành phố Liễu không xa có một công viên giải trí, nơi đó từng là một chiến trường cổ đại đã diễn ra một cuộc chiến ảnh hưởng đến vận mệnh của hai quốc gia, xuất hiện một nhân vật anh hùng truyền tụng hàng ngàn năm. Công viên giải trí mở cửa cả vào ban đêm. Đám Chu Dương đi mãi, theo ánh đèn vô thức đi đến trước cửa công viên giải trí. Nếu đã đến đây, vậy chúng ta vào xem thử đi, nói không chừng lại có thể gặp được chuyện thú vị. Chu Dương cười nói. Đi thẳng đến quầy bán vé mua mười mấy tấm vé, đủ để bọn họ chơi hết các trò trong công viên giải trí một lượt. Lúc cầm một đống vé trở lại, Chu Dương đột nhiên ngẩn người. Anh liếc mắt thấy có vài người cách đó không xa đang nhìn theo mình, mà cả đoạn đường này hình như bọn họ đều ở phía sau anh. Bị theo dõi rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Dương. Có điều như vậy cũng không thể làm ầm ĩ, không thể đánh rắn động cỏ. Xuyên tử, có kẻ bám đuôi. Đi xem thử bọn chúng từ đâu đến. Lúc đưa vé cho Ngưu Xuyên, Chu Dương nhỏ giọng nói một câu. Ngưu Xuyên ngẩng đầu nhìn Chu Dương, khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy vé trực tiếp dẫn đầu đi vào công viên giải trí, lẫn vào đám đông, khoảnh khắc gần tới cổng lớn công viên giải trí, liền biến mất trong phút chốc. Những người khác không hề hay biết chuyện này, chỉ thấy Ngưu Xuyên dẫn đầu bước vào công viên giải trí, bọn chúng cũng theo sát phía sau. Nhanh lên, mau đi theo. Đừng để bị mất dấu. Phía sau Chu Dương, ba người ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy mấy người Chu Dương đi vào công viên giải trí, lập tức tiến lên phía trước mấy bước định đi theo. Cẩn thận! Thế nhưng khi bọn họ vừa cất bước, một bóng người đột nhiên chạy đến phía bọn họ đồng thời miệng không ngừng kêu gào. Ba người chưa kịp phản ứng liền bị đụng một cái. Chết tiệt, muốn chết à, đi đường không có mắt hả? Bị đụng vào một cách khó hiểu, ba người tất nhiên vô cùng tức giận. Lập tức túm lấy cổ áo người này chuẩn bị dạy dỗ một trận. Có điều, lúc nhìn thấy dáng vẻ của người mình định đánh, bọn chúng sững sờ tại chỗ, ngay cả nắm đấm chuẩn bị tung ra cũng dừng trên không trung. Ha ha, không sao, đi đường không cẩn thận cũng là chuyện thường tình, sau này cẩn thận một chút, ha ha, không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây. Tên đang nắm cổ áo đối phương cười nói, buông tay ra, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước. Lại phát hiện mình căn bản không bước đi nổi, ngược lại như đang dậm chân tại chỗ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Ha ha, đi theo một lúc lâu như vậy, sao có thể muốn đi là đi được, không thấy được điều mấy người cần thấy, trở về chỉ sợ phải nhận trừng phạt đấy, đi thôi, cùng tôi vào công viên giải trí chơi chút đi. Ngưu Xuyên dùng hai tay nắm cổ áo cả ba người, kéo họ đi về phía công viên giải trí. Vừa nãy Chu Dương đưa cho anh 5 tấm vé, lúc này chỉ có 4 người. Tất nhiên họ có thể dễ dàng đi vào trong. Mà ba người bị Ngưu Xuyên khống chế, không dám xông ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Ngưu Xuyên đi vào công viên giải trí. Bọn họ không thể ngờ, rõ ràng mình đã rất cẩn thận theo dõi mà vẫn bị phát hiện ra. Hơn nữa, đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ một đòn đánh đã khiến bọn họ không thể chống đỡ nổi. Lúc này,
trong công viên giải trí, trước vòng quay ngựa gỗ, mấy người phụ nữ đều đã ngồi lên mấy con ngựa gỗ, chỉ có một mình Chu Dương đứng bên ngoài đợi Ngưu Xuyên. Anh Dương, đưa người đến rồi đây. Nói xong, cánh tay Ngưu Xuyên dùng thêm lực, ba người kia lảo đảo đi tới chỗ Chu Dương. Mà lúc ba người bọn họ nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân không kiềm chế được cứ run lên lẩy bẩy, dường như Chu Dương đứng trước mặt là một quái vật vô cùng khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.